Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 117. Người đứng đầu âm phủ nhíu mày, chúng ta. Bạch đế tử nhìn ông ta, cười nói, âm phủ không muốn lấy đạo thạch kia nữa sao? Người đứng đầu âm phủ im lặng. Bạch đế tử lại nói, mấy chục vị cao thủ của âm phủ bị chém chết, chẳng lẽ âm phủ không muốn báo thù? Người đứng đầu âm phủ cười nói, đương nhiên là muốn báo thù, nhưng nếu cái giá phải trả quá lớn thì báo thù còn có ý nghĩa gì nữa? Bạch đế tử cười khẽ, có lẽ âm chủ cũng biết địa vị của lục công chúa ở đạo đình, cô gái kia chẳng những giết chết lục công chúa mà còn hấp thu cả thần hồn của nàng, đây là đang sỉ nhục đạo đình ta sẽ không bỏ qua, nếu không vì mấy người đạo tổ bị đạo chủng chi địa kiềm chế, lần này có lẽ người đến đã không phải lão hủ. Người đứng đầu âm phủ im lặng. Bạch đế tử đột nhiên cười nói, nếu các hạ có thể hấp thu đạo thạch kia. Âm chủ hóp mắt, im lặng một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói, chuyện này phải bàn bạc lại. Bạch đế tử gật đầu, đương nhiên. Vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên đang ngồi trong phòng đọc một quyển cổ tịch. Đây là cổ tịch tiên tri để lại cho hắn, trong quyển cổ tịch này đều là ý tưởng thống trị thế giới của tiên tri. Suy nghĩ của tiên tri rất đơn giản, vũ trụ và vạn vật cùng tồn tại. Mà muốn làm như thế thì loại người và vạn tộc nhất định phải biết tiết chế, không thể tùy ý phá hoại linh khí trong thiên địa. Chẳng những thế còn thế bảo vệ linh khí và các linh vật trong thiên địa. Nói một cách đơn giản là giống như vũ trụ lục duy vậy. Nhưng vũ trụ ngũ duy muốn trở nên giống vũ trụ lục duy là rất khó. Vì đa số người ở vũ trụ lục duy đã từ bỏ cơ hội nâng cao sức mạnh, còn vũ trụ ngũ duy bây giờ chắc chắn không thể làm như thế. Những người đó đã tu luyện đến trình độ nhất định, người bảo bọn họ đột nhiên từ bỏ việc tu luyện, sao người ta có thể cam tâm? Suy nghĩ của tiên tri rất đơn giản. Không phá cái cũ thì cái mới sẽ không xuất hiện. Sau ngũ duy kiếp, vũ trụ này sẽ có vô số sinh linh chết thảm, khi đó, vũ trụ sẽ có thể tái sinh. Diệp Huyên buông cổ tịch xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, Niệm tỷ cũng nghĩ thế sao? Trong phòng, Diệp Huyên mãi không nói một lời. Một lát sau, Diệp Huyên đi khỏi đại điện, hắn nhìn về phía tòa thành, vũ trụ ngũ duy bây giờ ngày càng có nhiều cao thủ. Toàn bộ vũ trụ ngũ duy đều rất hưng phấn. Vì tất cả mọi người đều trở nên mạnh hơn. Lúc này, Diệp Huyên đã nhìn ra chỗ có hại. Cao thủ càng ngày càng nhiều thật ra cũng không phải một chuyện rất tốt với vũ trụ này, và vũ trụ này không chịu được sức mạnh của nhiều người như vậy. Sau một hồi trầm tư, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, ta đúng là ngu ngốc. Tại sao lại xem những cao thủ này là phiền phức được? Nói xong, hắn lắc đầu bật cười, sau đó biến mất khỏi vị trí ban đầu. Trong tinh không, Diệp Huyên tìm thấy Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm nhìn quyển cổ tịch trong tay, đây là của tiên tri sao? Diệp Huyên gật đầu, ta đọc xong rồi. Suy nghĩ của hắn là suy nghĩ của Niệm tỷ trước đây, đúng không? Mộ Niệm Niệm gật đầu, thật ra hắn vốn là người ta muốn chọn, nhưng dã tâm của hắn quá lớn, hơn nữa còn không nghe lời khuyên của ta, cho nên hắn chết rồi. Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm nhìn xuống dưới, nhẹ giọng nói, bây giờ vũ trụ ngũ duy có thực lực mạnh nhất từ trước đến nay, nhưng cậu có từng nghĩ, sau ngũ duy kiếp, nếu những cao thủ này vẫn còn sống thì sẽ thế nào không? Khi đó những cao thủ này sẽ là phiền phức của vũ trụ ngũ duy, sự tồn tại của bọn họ còn tăng nhanh tốc độ diệt vong của vũ trụ ngũ duy, cũng nghĩa là sẽ còn ngũ duy kiếp tiếp theo nữa. Diệp Huyên trầm giọng nói, Niệm tỷ và tiên tri muốn mượn ngũ duy kiếp tiêu diệt gần hết loài người sao? Mộ Niệm Niệm cười đáp, ta không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng tiên tri đúng là có nghĩ thế. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyên, cậu có suy nghĩ khác sao? Diệp Huyên gật đầu, ta có một suy nghĩ, muốn nghe ý kiến của Niệm tỷ. Mộ Niệm Niệm nói nghe thử xem. Diệp Huyên chỉ xuống dưới, những cao thủ này ở lại đây chính là một gánh nặng với vũ trụ này, nhưng nếu bọn họ rời đi thì sao? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, rời đi. Diệp Huyên gật đầu, ngũ duy kiếp vừa kết thúc, ta sẽ để những cao thủ hàng đầu vũ trụ rời khỏi vũ trụ ngũ duy, cho bọn họ ra ngoài phát triển. Nhưng ta phải cho bọn họ biết vũ trụ ngũ duy là nhà của bọn họ,
cho dù bọn họ đến đâu, vũ trụ ngũ duy vẫn là nhà của bọn họ. Như vậy một là những người này sẽ không phải là phiền phức của vũ trụ ngũ duy, mà là viện trợ siêu cấp của vũ trụ ngũ duy, chỉ cần vũ trụ ngũ duy gặp nạn, những người này sẽ trở về từ bốn phương tám hướng. Mộ Niệm Niệm cười nói, tại sao bọn họ phải trở về? Diệp Huyên cười đắc ý, đạo kinh. Sau khi bọn họ ra ngoài, ta sẽ cho bọn họ biết chỉ cần bọn họ đạt đến trình độ nhất định sẽ có thể trở về vũ trụ ngũ duy, sau đó dùng đạo kinh giúp đỡ bọn họ đột phá. Nếu làm thế, ai không xem vũ trụ ngũ duy là nhà chứ? Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, một lát sau, nàng ta cười khẽ, thiên tài. Lợi ích. Thứ có thể giữ chân những cao thủ hàng đầu này chỉ có lợi ích thôi. Cũng giống như trước đây sở dĩ vũ trụ ngũ duy đoàn kết như thế, cả đạo giới cũng gia nhập vũ trụ ngũ duy là vì cái gì? Vì lợi ích. Đạo kinh chính là lợi ích. Vì đạo kinh, tất cả cao thủ hàng đầu đều sẵn lòng đoàn kết, cũng vì đạo kinh, những cao thủ này đều sẵn lòng xem vũ trụ ngũ duy như nhà, sau đó bảo vệ vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên lại nói, đương nhiên ta cũng sẽ không giúp bọn họ đột phá không công, sau khi để bọn họ rời đi, ta sẽ bảo bọn họ giúp tìm kiếm linh vật thiên địa trong vũ trụ, để bọn họ mang những linh vật đó trở lại vũ trụ ngũ duy của chúng ta. Nói đơn giản là vũ trụ ngũ duy tốt, mọi người đều tốt. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, cười nói, cậu có thể làm được. Diệp Huyên đáp, ta nhất định sẽ làm được. Nói xong, hắn nhìn xuống dưới. Cười nói, Niệm tỷ, một mình tỷ bảo vệ toàn bộ vũ trụ sẽ rất mệt mỏi, nhưng nếu sinh linh của vũ trụ ngũ duy cùng đi bảo vệ nó, vậy tỷ sẽ có thể thả lỏng. Vũ trụ rộng lớn như thế, đến lúc đó tỷ có thể đi thăm thú khắp nơi, tiện thể lừa mấy linh vật trở về luôn. Mộ Niệm Niệm cười to, nàng ta cười rất lớn tiếng, rất vui vẻ. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, không nói gì. Một lúc sau, Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên. Cười nói, vũ trụ rộng lớn như thế, có thể đi thăm thú thật sự rất hấp dẫn. Diệp Huyên cười nói, ta cũng muốn đi ngắm nhìn khắp nơi. Mộ Niệm Niệm đột nhiên nắm tay Diệp Huyên, sau đó cười nói, đi dạo với Niệm tỷ, tiện thể trò chuyện một chút. Diệp Huyên chớp mắt, có bảo bối gì không? Mộ Niệm Niệm cũng chớp mắt, nghe nói cậu rất khỏe, có muốn thử nắm đấm của Niệm tỷ không? Yên tâm. Niệm tỷ bảo đảm có thể đánh chết cậu bằng một đấm, để cậu không thấy đau đớn. Diệp Huyên. Trên bầu trời sao, Diệp Huyên và Mộ Niệm Niệm chậm chậm bước đi. Hai người chỉ trò chuyện đơn thuần. Trên thực tế, hầu hết thời gian đều là Mộ Niệm Niệm nói. Mộ Niệm Niệm kể cho Diệp Huyên nghe một số câu chuyện thú vị về vũ trụ ngũ duy từ những ngày đầu lập nên cho đến nay, bao gồm cả việc nàng ta bắt đầu tu luyện thế nào. Diệp Huyên lắng nghe rất chăm chú. Cuộc đời của Mộ Niệm Niệm thực sự cũng rất ly kỳ. Năm đó nàng ta cũng chỉ là một thiên đạo bình thường, là đối tượng nghịch thiên của người vũ trụ ngũ duy. Hai người trò chuyện rất lâu. Sau khi chào tạm biệt Mộ Niệm Niệm, Diệp Huyên trở về phòng mình, xòe lòng bàn tay ra, thư phòng xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là thư phòng mà tiên tri để lại. Mà vừa nãy Mộ Niệm Niệm đã đưa thư phòng này cho hắn. Với thực lực của hắn bây giờ đã có thể mở được rồi. Diệp Huyên lấy tháp giới ngục ra, nhìn thư phòng, ngươi còn nói ông đây chưa đủ thực lực nữa, ông sẽ đánh chết ngươi. Nói xong hắn chạm nhẹ, tháp giới ngục liền bay vào thư phòng. Một thoáng im lặng. Bùm. Một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bộc phát ra từ trong thư phòng. Ngay sau đó một tia sáng trắng chợt xuất hiện, Diệp Huyên do dự một chút rồi bước vào trong ánh sáng trắng ấy. Sau khi đi vào, Diệp Huyên đứng trong thư phòng, xung quanh hắn đều là giá sách, trên những giá sách này xếp đầy những cuốn sách cổ. Đây chính là thư phòng sao? Diệp Huyên nhìn xung quanh, lúc này hắn nhìn về nơi không xa phía trước, ở đó có một chiếc bàn làm việc, trên bàn có một cuộn giấy. Hắn bước đến, cầm cuộn giấy lên. Đạo kinh. Đột nhất quyển. Diệp Huyên mở cuộn giấy ra, một hàng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt hắn, đại đạo 50, thiên diễn 49. Đột nhất quyển. Diệp Huyên cất đột nhất quyển đi, hắn nhìn quanh một lượt, không phải tiên tri từng nói trong này có thứ gì rất nguy hiểm sao? Sao không thấy?
Đúng lúc này, tủ sách nào đó đột nhiên rung lên, Diệp Huyên nhìn về phía đó, hắn quan sát tủ sách đó một lát rồi hỏi, người muốn ra ngoài à? Tủ sách đó đột nhiên nứt ra, giây tiếp theo một chiếc hồ lô nhỏ bay ra. Diệp Huyên nhìn hồ lô nhỏ, trong lòng thầm đề phòng. Tiên tri nói rồi, nơi này rất nguy hiểm. Sau khi đung đưa một hồi, bên trong hồ lô nhỏ chợt phát ra âm thanh, ngươi là tiên tri. Không đúng, ngươi không phải. Giọng nói hơi non nớt, không phân biệt được là nam hay nữ. Diệp Huyên chớp mắt, ngươi là ai? Hồ lô nhỏ đáp, ta là hồ lô đại tiên. Hồ lô đại tiên. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, chưa nghe bao giờ. Ngu ngốc. Giọng nói đó tức giận bảo, ta là hồ lô càn khôn, thần khí đứng đầu thế giới bà sa. Thế giới bà sa. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyên giật giật. Mẹ kiếp. Đây là một cái bẫy. Đây là cảm nhận đầu tiên của Diệp Huyên. Sao mình lại gây thù với âm phủ thế này? Chính là vì tam sinh. Tam sinh này là thần vật đứng đầu âm phủ đó. Bây giờ lại có hồ lô càn khôn, thần khí đứng đầu thế giới bà sa. Chết tiệt, lẽ nào mình phải chống lại thế giới bà sa một lần nữa? Cái quái gì thế? Ông đây không muốn. Diệp Huyên vội hỏi, hồ lô đại tiên, sao ngươi lại ở đây? Hồ lô đại tiên lạnh giọng đáp, tiên tri nói thế giới này thú vị nên đưa ta ra đây. Bị tiên tri lừa rồi. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tiên tri không còn nữa rồi. Hồ lô đại tiên nói, ta biết, hắn bị một người phụ nữ rất lợi hại giết. Thanh Nhi. Mí mắt Diệp Huyên giật giật, sao ngươi biết? Hồ lô đại tiên bảo, ta từng bị người phụ nữ đó đánh. Diệp Huyên. Hồ lô đại tiên lại nói, bị đánh cực kỳ thê thảm. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên hơi kỳ lạ, người đánh không lại người phụ nữ đó à? Hồ lô đại tiên tức giận quát, sao ta có thể đánh không lại được? Diệp Huyên chớp mắt, vậy ngươi đánh lại sao? Sau một hồi im lặng, hồ lô đại tiên mới nói, ta với nàng ta ngang tài ngang sức. Diệp Huyên. Hồ lô đại tiên lại nói, ngươi phải biết hồi đó ta rất yếu, bởi vì ta vừa phá kết giới của thế giới bà sa xong. Khi ấy ta không ở trạng thái đỉnh phong, nếu ta ở trạng thái đỉnh phong thì hừ, nói một cách hơi ngông cuồng thì người phụ nữ đó có lẽ còn chẳng có cơ hội rút kiếm. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, con mẹ nó, ngươi không phải hơi ngông cuồng, mà là cực kỳ ngông cuồng. Hồ lô đại tiên đột nhiên nhảy dựng lên, bây giờ ta tự do rồi. Sau này ta sẽ đi theo ngươi. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyên nhảy lên, sao ngươi lại đi theo ta? Hồ lô đại tiên nói, ta không theo ngươi thì theo ai? Diệp Huyên do dự một chút, sau đó bảo, hay là ngươi trở về đi. Kỳ thật hắn rất muốn nói ngươi đừng dẫn thế giới bà sa ra đó nhé. Ông đây thật sự không trụ nổi. Hồ lô đại tiên nhanh chóng nhảy lên, không về, không về. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vì sao? Hồ lô đại tiên tức giận bảo, về không có gì vui cả. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, hay là ngươi tới đạo đình chơi đi. Hồ lô đại tiên hơi tò mò, đạo đình là đâu? Diệp Huyên nghiêm túc trả lời, là một nơi rất thú vị. Hồ lô đại tiên đột nhiên nhảy vào tới trước mặt hắn, loài người, có phải ngươi không muốn ta đi theo ngươi không? Diệp Huyên xòe hai tay, ngươi đi theo ta cũng vô dụng, ta không thường xuyên chơi, hơn nữa kẻ thù của ta rất đông, rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Hồ lô đại tiên hào hứng nói, nguy hiểm là tốt, nguy hiểm mới thú vị. Ta sẽ đi theo ngươi. Diệp Huyên suýt thì ngất xỉu. Hồ lô đại tiên lại nói, loài người, ngươi có biết không, năm xưa là tiên tri cầu xin ta đi theo hắn đó. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi hỏi, tiên tri bảo ngươi đi theo hắn làm gì? Hay là nói hắn có bảo ngươi làm gì không? Hồ lô đại tiên đáp, hắn bảo ta chơi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, người đánh nhau có giỏi không? Hồ lô đại tiên phẫn nộ trả lời, đương nhiên là giỏi rồi. Ta nói cho người biết, ngoài cô gái váy trắng ra, hồ lô đại tiên ta đây chẳng sợ ai cả. Diệp Huyên chớp mắt, lợi hại nhường nào? Hồ lô đại tiên nói, thiên địa vô cực,
càn khôn mượn pháp, pháp do tâm sinh, mênh mông không dứt, thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lênh, thu. Lời vừa dứt, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên bao phủ Diệp Huyên, giây tiếp theo hắn biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Huyên đã xuất hiện trong hồ lô. Diệp Huyên nhìn xung quanh, khẽ cau mày, đang định nói thì đúng lúc này người hắn bắt đầu hòa tan từng chút một. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên chợt thay đổi, hắn vội vàng tế vạn Phật bất diệt thể ra, nhưng không ngờ vạn Phật bất diệt thể lại không có tác dụng, cơ thể hắn vẫn đang không ngừng hòa tan. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, hắn lấy kiếm Thiên Chu chém về phía trước. Phụt! Một tia kiếm quang lóe lên, nhưng còn chưa chém được vào hồ lô thì kiếm quang đã tan biến. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên đột nhiên thay đổi. Đây là hồ lô gì vậy? Đến kiếm khí của hắn cũng có thể bị hòa tan. Lúc này, giọng của hồ lô đại thiên chợt vang lên, còn chiêu gì nữa không? Diệp Huyên nghĩ ngợi, hai tay chợt siết chặt, trong phút chốc, một luồng sức mạnh cường đại bắt đầu hội tụ quanh thân hắn. Võ học đạo kinh. Nhưng hắn kinh hoàng phát hiện, sức mạnh vừa hội tụ ấy cũng lập tức bắt đầu tan biến. Lúc này, Diệp Huyên thật sự bị sốc. Hồ lô này đáng sợ thật. Ngay cả sức mạnh võ học đạo kinh mà cũng có thể hòa tan được. Nghịch thiên vậy sao? Lúc này, hồ lô đại tiên lại cười, còn chiêu nào nữa không? Diệp Huyên suy nghĩ một chút, giữa hai đầu mày chợt xuất hiện ấn thần chỉ, ngay sau đó khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt. Bùm! Trong phút chốc, Diệp Huyên đã đạt tới cảnh giới chứng đạo. Mà sau khi đạt tới cảnh giới chứng đạo, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thiên Chu lại xuất hiện, hắn chém ra một kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phụt! Một luồng kiếm khí xẹt qua không trung, lần này kiếm khí không biến mất mà chém được vào hồ lô, nhưng hồ lô lại chẳng hề hấn gì. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hai tay chợt nắm chặt, thoáng chốc, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên hội tụ. Sau khi đạt đến cảnh giới chứng đạo mà thi triển võ học đạo kinh thì uy lực có thể nói là tăng lên gấp bội. Lần này, tuy rằng sức mạnh của võ học đạo kinh vẫn đang từ từ hòa tan, nhưng tốc độ hòa tan đã chậm hơn rất nhiều. Sau một lúc im lặng, Diệp Huyên chợt đánh về phía trước. Đùng! Một luồng lực lượng mạnh mẽ bộc phát trong hồ lô, trong phút chốc, hồ lô rung chuyển kịch liệt, nhưng sau hơn nửa khắc, hồ lô lại bình thường trở lại. Sức mạnh võ học đạo kinh trong hồ lô đã bị hòa tan hoàn toàn. Diệp Huyên ở trong hồ lô im lặng, trong lòng vô cùng chấn động. Mẹ kiếp, hồ lô này nghịch thiên quá. Chiêu vừa nãy của hắn có thể phá hủy được cả một thế giới nhỏ đấy. Thế nhưng hồ lô này lại chẳng bị làm sao. Quá đáng sợ. Lúc này hồ lô đại tiên chợt nở nụ cười, chỉ cần vào trong đây. Dù đối phương mạnh cỡ nào cũng sẽ từ từ tan thành vũng máu. Diệp Huyên nói, không vào thì sẽ không sao phải không? Hồ lô đại tiên đáp, đúng. Diệp Huyên đã hiểu. Đánh với hồ lô này không được vào trong nó. Mà vừa nãy khi hề lô niệm chú, thật ra hắn có thể chống lại sức mạnh đó. Chỉ cần không vào trong thì hề lô này cũng chẳng làm gì được hắn. Nhưng nếu đi vào thì hắn lại không làm gì được nó. Không chỉ vậy còn chỉ có thể chờ chết. Dường như lúc này Diệp Huyên nghĩ đến điều gì, hắn xòe lòng bàn tay, ngay sau đó huyết dịch trong cơ thể sôi trào, tiếp đó, huyết mạch chi lực cường đại xuất hiện quanh người hắn. Mà Diệp Huyên phát hiện hồ lô không thể hòa tan huyết mạch chi lực của hắn. Thấy vậy, khóe miệng Diệp Huyên nhếch lên, xem ra hồ lô này không phải thứ gì cũng có thể hòa tan. Nhưng dù vậy thì nó cũng đã vô cùng nghịch thiên rồi. Lúc này hồ lô đại tiên chợt nói, huyết mạch chi lực này của ngươi cường hãn thật. Diệp Huyên cười ha hả rồi bảo, hồ lô đại tiên, ta đưa ngươi đi gặp một người. Hồ lô đại tiên hỏi, ai? Diệp Huyên chớp mắt, đi rồi ngươi sẽ biết. Lát sau, Diệp Huyên đưa hồ lô đại tiên ra khỏi thư phòng, sau đó hắn đưa nó đến gặp Mộ Niệm Niệm. Khi nhìn thấy hồ lô đại tiên, Mộ Niệm Niệm hỏi Diệp Huyên, đến từ thế giới bà xa à? Diệp Huyên gật đầu. Mộ Niệm Niệm đột nhiên ôm ngực, Diệp Huyên thấy thế vội hỏi, Niệm tỷ, tỷ làm sao thế? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, đau ngực.
Diệp Huyên hơi khó hiểu, sao tự nhiên lại đau ngực. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, bị tức đấy. Diệp Huyên. Trên bầu trời sao, Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, khẽ thở dài, không ngờ cậu lại có liên quan đến thế giới bà xa nữa. Diệp Huyên cười ngược, Niệm tỷ, hồ lô này lợi hại lắm. Mộ Niệm Niệm nhìn hồ lô trong tay Diệp Huyên, hồ lô càn khôn. Diệp Huyên chớp mắt, tỷ biết nó à? Mộ Niệm Niệm quan sát hồ lô, ngươi chạy từ thế giới bà xa tới đây bằng cách nào? Hồ lô đại tiên hừ một tiếng, ngươi là ai? Sao ta phải trả lời ngươi? Diệp Huyên. Đúng lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên biến mất. Hồ lô đại tiên chợt cười lớn, không ngờ ngươi lại dám vào. Bản đại tiên sẽ cho ngươi thấy, a. À. Lúc này, bên trong đột nhiên vang lên từng tiếng thét chói tai. Mà hồ lô thì rung lên kịch liệt trên bầu trời. Diệp Huyên biết hồ lô bị đánh rồi. Sau một thời gian dài, hồ lô hoàn toàn thất thế. Lúc này, Mộ Niệm Niệm xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, phủi phủi tay rồi nói, thiếu đòn. Hồ lô đại tiên run giọng hỏi, cô là ai? Mộ Niệm Niệm nhàn nhạt hỏi lại, sao ngươi trốn thoát được? Hồ lô đại tiên lại hỏi, rốt cuộc cô là ai? Khóe miệng Mộ Niệm Niệm hơi nhếch lên, cô xoa xoa tay, vẫn muốn bị đánh phải không? Hồ lô đại tiên vội trả lời, ta lén chạy ra ngoài thôi. Mộ Niệm Niệm im lặng. Diệp Huyên nhìn nàng ta, có cần đưa nó về không? Hồ lô đại tiên nói ngay, đừng, đại ca, đừng đưa ta về, cho ta đi theo ngươi được không? Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, thôi bỏ đi, để nó đi theo cậu cũng được. Trong thời gian ngắn, nó vẫn có tác dụng rất lớn với cậu. Diệp Huyên do dự một chút rồi bảo, thế giới bà xa. Mộ Niệm Niệm cười mỉm, dâng đến tận cửa đừng không nhận nhanh thế. Diệp Huyên cười khổ, ta sợ đến lúc đó thế giới bà xa cũng muốn tới đánh ta. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, chuyện gì nên đến rồi sẽ đến thôi. Diệp Huyên im lặng. Mộ Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng nói, chắc đạo đình sắp có động tĩnh rồi. Cậu chuẩn bị tâm lý đi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao thăm thẳm, lần này đạo đình sẽ đối phó vũ trụ ngũ duy thế nào đây? Nếu là mình sẽ đối phó vũ trụ ngũ duy thế nào? Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, Diệp Huyên đột nhiên bảo, Niệm tỷ, hôm khác nói sau nhé. Nói xong hắn xoay người biến mất. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên biến mất ở phía dưới rồi lắc đầu cười, tên nhóc này. Diệp Huyên quay trở lại đại điện ngũ duy, hắn tìm thấy Quan Âm và Lục Sư Tỷ của Kiếm Tông. Diệp Huyên nhìn hai người, Quan Âm, Lục Sư Tỷ, ta có chuyện cần hai người làm. Quan Âm hơi tò mò, chuyện gì? Diệp Huyên gọi cả Tiểu Linh Nhi ra, sau đó trịnh trọng nói, tìm Kiếm Tông. Kiếm Tông? Quan Âm hơi nhíu mày, là sao? Lục Sư Tỷ cũng nhìn Diệp Huyên với vẻ hơi khó hiểu. Diệp Huyên cười bảo, ta từ thế giới bên dưới đi lên đây nhìn thấy rất nhiều kiếm tông, tổ sư của những kiếm tông này đều là một người, đó chính là người đàn ông mặc áo xanh. Lục Sư Tỷ chợt nói, ta biết, những kiếm tông đó được một vài sư huynh đệ của y thành lập, một số vẫn còn, nhưng một số đã biến mất trong dòng sông dài của lịch sử. Diệp Huyên gật đầu, chắc chắn vẫn còn di tích của một số kiếm tông khác. Lục Sư Tỷ trầm giọng hỏi, người muốn làm gì? Diệp Huyên đáp, tìm hộp. Hộp. Nghe thấy chữ này, ánh mắt của Tiểu Linh Nhi chợt sáng lên. Lục Sư Tỷ nhìn Diệp Huyên, hộp của tên nhóc đó à? Diệp Huyên gật đúng, theo như ta đoán thì tên nhóc đó rất ham chơi, vậy khẳng định nhóc cũng để lại hộp ở nơi khác, mà chiếc hộp đó rất có ích với chúng ta. Quan Âm ở bên cạnh vẫn chưa hiểu gì, nhưng Lục Sư Tỷ thì lại hiểu rất rõ. Chiếc hộp mà nhóc màu trắng để lại không phải thứ bình thường. Lục Sư Tỷ im lặng một lát rồi nói, ta biết di tích của một kiếm tông. Nghe vậy, Diệp Huyên hưng phấn nói, đi, chúng ta đi luôn đi. Lục Sư Tỷ gật đầu. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, người phái người tìm kiếm khắp vũ trụ ngũ duy, những thế giới nhỏ và thế giới hẻo lánh cũng không được bỏ sót, tìm được thứ gì liên quan đến di tích kiếm tông thì lập tức thông báo cho ta.
Quan Âm gật đầu, được, ta làm ngay. Nói xong ả ta quay người rời đi. Chẳng bao lâu, vô số cao thủ bắt đầu tìm kiếm di tích kiếm tông ở vũ trụ ngũ duy. Sau khi Quan Âm đi, Diệp Huyên nhìn Lục Sư Tỷ rồi nói, Lục Sư Tỷ, tỷ giúp ta xem một thứ này. Hắn nói xong thì vung tay phải, một cỗ quan tài băng chợt xuất hiện. Lục Sư Tỷ hơi nhíu mày, đây là gì? Diệp Huyên trầm giọng đáp, cái này là do một vị tiền bối bí ẩn giao cho ta, nói là người đàn ông mặc thanh sam bảo ông ấy canh giữ, mà đến thời điểm thích hợp thì ông ấy đã giao quan tài băng này cho ta. Lục Sư Tỷ nhìn Diệp Huyên, là do gã để lại. Diệp Huyên gật đầu, tỷ có biết người trong quan tài là ai không? Lục Sư Tỷ bảo, có thể mở ra không? Diệp Huyên lắc đầu, không được, trong quan tài có kiếm khí cực mạnh. Mà mở ra lại là hành động không tôn trọng người trong quan tài. Thật ra hắn không sợ kiếm khí đó, vì hắn đã có kiếm linh. Nhưng mở ra như thế thật sự có hơi đường đột. Lục Sư Tỷ nhìn quan tài hồi lâu rồi nhẹ giọng bảo, có lẽ ta đã biết người đó là ai rồi. Diệp Huyên hỏi ngay, là ai? Lục Sư Tỷ nhìn Diệp Huyên, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Huyên. Lục Sư Tỷ nói, bảo vệ cho tốt quan tài này, là cả nhà ngươi nợ người đó. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cả nhà ta. Lục Sư Tỷ nhàn nhạt đáp, dù sao cũng là một loại nhân quả, người bảo vệ quan tài này cho tốt là được. Diệp Huyên im lặng, Lục Sư Tỷ cũng thích trêu người khác ghê. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên lại lấy ra một tấm lệnh bài, đây là thứ mà cao thủ thần bí ở bản nguyên chi địa đưa cho hắn, nói rằng có thể giúp được hắn một việc. Khi ở âm phủ, hắn vốn đã định dùng tấm lệnh bài này, nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn không dùng nó, và lúc đó cho dù gọi một người cảnh giới chứng đạo ra cũng không có tác dụng gì. Theo như suy đoán của hắn, cao thủ thần bí đó hẳn là cao thủ cảnh giới chứng đạo. Mà bây giờ hắn cần dùng mọi sức mạnh có thể để chống lại đạo đình. Lúc này Lục Sư Tỷ lên tiếng, chúng ta đến di tích kiếm tông đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn cất quan tài băng đi, sau đó cùng Lục Sư Tỷ biến mất trong đại điện. Trên bầu trời sao rộng lớn, Diệp Huyên và Lục Sư Tỷ ngự kiếm bay đi. Diệp Huyên lại hỏi, Lục Sư Tỷ, tỷ có thể liên lạc được với sư tổ của kiếm tông không? Lục Sư Tỷ lắc đầu, không liên lạc được. Diệp Huyên im lặng. Lục Sư Tỷ cười hỏi, không có tự tin một mình đối mặt à? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thế đạo gian nan, ta không muốn phấn đấu nữa. Lục Sư Tỷ. Diệp Huyên đột nhiên cười bảo, Lục Sư Tỷ, thế lực khác đều có thể gọi sư tổ, vì sao kiếm tông không gọi được sư tổ? Nàng ta cười trả lời, trước đây từng gọi một lần rồi. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn biết là cô gái cầm thương đó. Lục Sư Tỷ nói, người có thể tới chứng đạo không? Diệp Huyên lắc đầu. Bây giờ hắn vẫn không thể lên được cảnh giới chứng đạo, chỉ có thể dựa vào ấn thần chỉ lên đến cảnh giới đó. Mà sức mạnh mượn tới này dù sao cũng không bằng mình tự luyện ra được. Nhưng hắn cũng biết chuyện này không thể vội vàng. Không suy nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyên và Lục Sư Tỷ tăng tốc. Vũ trụ ngũ duy. Trong sân. Diệp Chi Mệnh đang đọc sách chợt dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa. Diệp Chi Mệnh khẽ gọi, Tân Hư, người nhẫn nhịn giỏi thật đấy, đến giờ mới đi ra. Người đàn ông tên Tân Hư bước đến bên cạnh Diệp Chi Mệnh, nghiêm nghị đáp, tộc trưởng có lệnh nhất định phải đưa được cô về. Diệp Chi Mệnh nhẹ nhàng nói, Tân Hư, người đi theo ta lâu như vậy, chắc cũng đã hiểu phần nào về Diệp công tử rồi đúng không? Tân Hư nhỏ giọng trả lời, Diệp công tử đúng là thiên tài, trên đời hiếm có. Diệp Chi Mệnh nhìn Tân Hư, về nói với tộc trưởng rằng ta sẽ không về. Tân Hư do dự một chút rồi bảo, tộc trưởng nói dù sống hay chết đều phải đưa về. Dù sống hay chết? Diệp Chi Mệnh bật cười giễu, hay cho câu dù sống hay chết, xem ra đạo kinh trong lòng ông ta mãi mãi quan trọng hơn những người xung quanh. Nói đến đây. Nàng ta chợt nghĩ đến Diệp Huyên. Nghĩ đến khi ở âm phủ, Diệp Huyên đưa cho nàng ta hai cuốn đạo kinh. Phụ thân ruột của mình còn không bằng một người đàn ông nàng ta mới quen vài tháng.
hai cuốn đạo kinh. Nếu ở Đại Uyên, chắc phụ thân của nàng ta sẽ sẵn sàng hy sinh cả bộ tộc. Diệp Huyên thì sao? Nghĩ đến Diệp Huyên, Diệp Chi Mệnh chợt lắc đầu cười, lúc này trong lòng nàng ta rất ấm áp. Tân Hư thấp giọng thở dài, đắc tội rồi. Nói xong y định ra tay, mà lúc này một cô gái chợt xuất hiện sau lưng y. Người tới chính là Tam Sinh. Nhìn thấy Tam Sinh, Tân Hư chợt biến sắc. Tam Sinh nhìn Tân Hư, muốn đánh nhau à? Tân Hư nhìn Tam Sinh với ánh mắt đầy sợ hãi. Tam Sinh nhìn Diệp Chi Mệnh cách đó không xa, hắn nói với ta có thể sẽ có người gây phiền phức cho cô, ban đầu ta không tin, không ngờ lại là thật. Lúc này một tia kiếm quang cũng đột ngột xuất hiện, người tới là A-La. A-La nhìn Tân Hư ở đằng xa, hắn nói rồi, Chi Mệnh là bạn của hắn, không ai có thể gây rắc rối cho cô ấy. Tân Hư im lặng. A-La lại nói, hắn còn nói lần này không giết ngươi, để ngươi về chuyển lời tới Đại Uyên, nếu Chi Mệnh không muốn về thì Đại Uyên đừng cưỡng ép đưa cô ấy về. Tân Hư nhìn Diệp Chi Mệnh ở nơi cách đó không xa rồi xoay người rời đi. Y biết có hai người phụ nữ này ở đây, y không thể đưa được Diệp Chi Mệnh đi. Sau khi Tân Hư đi, Diệp Chi Mệnh nhìn A-La và Tam Sinh, là hắn bảo các cô âm thầm bảo vệ ta sao? A-La gật đầu. Diệp Chi Mệnh im lặng, không biết đang nghĩ gì. Ở trên bầu trời sao xa xôi nào đó, hai tia kiếm quang như hai sao băng lướt qua bầu trời, rực rỡ chói mắt. Khoảng nửa giờ sau, Lục Sư Tỷ đột nhiên dừng lại, nhìn về phía xa rồi nhẹ giọng bảo, phía trước có một di tích kiếm tông. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về nơi đó, hy vọng nhóc đó đã chôn chiếc hộp ở đây. Lục Sư Tỷ. Trước mặt Diệp Huyên và Lục Sư Tỷ là những dãy núi liên miên kéo dài bất tận, có thể mơ hồ thấy được vài tòa đại điện ẩn sâu bên trong. Ngoài ra, hắn còn cảm nhận được kiếm ý cực kỳ hùng mạnh. Diệp Huyên khẽ hỏi, Lục Sư Tỷ, kiếm tông nơi này là? Nàng ta đáp, do một vị sư huynh năm đó theo y sáng lập. Đi vào xem thử. Diệp Huyên gật đầu. Rất nhanh sau đó, hai người đi đến trước một cửa đá dài tận mấy trượng, trên biển đề hai chữ lớn, kiếm tông. Nét chữ cứng cáp mà mạnh mẽ, hệt như được dùng kiếm khắc vào. Phía sau cổng là con đường nhỏ lát đá nhìn không thấy điểm cuối. Diệp Huyên và Lục Sư Tỷ chậm rãi bước đi trên con đường mòn, bốn phía quạnh quẽ, hai bên đường là cỏ dại mọc cao mấy trượng, rõ ràng đã lâu không có ai đi qua. Diệp Huyên khẽ nói, sao lại vắng vẻ thế này? Lục Sư Tỷ nhìn lướt bốn phía, trong mắt có vài gợn sóng lăn tăn, hẳn là đã qua đời cả rồi. Diệp Huyên im lặng. Không thấy vết tích ẩu đả, chứng tỏ người nơi này hoặc đã rời đi, hoặc đã rời khỏi nhân thế. Hai người nhanh chóng đi đến trước một đại điện, ngoài cửa là một pho tượng đá khổng lồ, tạc tượng người đàn ông áo xanh. Mà trên vai y chính là nhóc con màu trắng. Diệp Huyên vội gọi Tiểu Linh Nhi ra. Cô bé khẽ chun mũi hít hà, đoạn đi đến trước pho tượng, cọ sát ngón chân xuống đất một hồi rồi lắc đầu với Diệp Huyên. Diệp Huyên, không có ư. Lục Sư Tỷ, có thể là chưa tới. Thấy gương mặt có phần thất vọng của Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyên cười nói, không sao cả, rồi chúng ta chắc chắn sẽ có thể gặp nàng. Tiểu Linh Nhi gật đầu lia lịa. Diệp Huyên nói với Lục Sư Tỷ, chúng ta đi thôi. Nàng ta gật đầu. Nhưng khi hai người chuẩn bị rời đi, có một tiếng kiếm minh bỗng réo lên từ trong đại điện khiến họ dừng bước. Diệp Huyên quay lại, nghe thấy một giọng nói vang vọng, khí tức quen thuộc này, tông chủ. Âm điệu run run, rõ ràng đang vô cùng kích động. Tông chủ. Thấy Diệp Huyên nhìn sang, Lục Sư Tỷ nhỏ giọng nói, vào xem. Hắn gật đầu. Hai người bước vào. Thấy một thanh kiếm đang lơ lửng trong đại điện, cũng chính là nơi âm thanh đang phát ra. Thấy họ, giọng nói lại vang lên, người không phải tông chủ. Diệp Huyên ngắm nghía nó một phen, hỏi các hạ là. Đối phương lại nói, huyết mạch của ngươi. Lục Sư Tỷ bỗng lên tiếng, ngươi là ai? Thanh kiếm run lên, đoạn hóa thành một người đàn ông trung niên. Lục Sư Tỷ nhìn ông ta không quen biết ngươi.
nàng ta căn bản đều biết những người bên cạnh người kia, chỉ trừ một vài cô gái. Đối phương thoáng nhìn Lục Sư Tỷ, nói ta chính là tông chủ kiếm tông nơi này. Lục Sư Tỷ, tổ sư kiếm tông các người là ai? Nói đến đây, nàng ta dường như nghĩ đến gì đó mà tiếp lời, ta đang nói đến người sáng lập kiếm tông. Người đàn ông thấp giọng, cô đang nói đến Thính Vân tổ sư. Cái tên này khiến Lục Sư Tỷ ngẩn ra, khẽ nói. Thì ra là nàng ta. Diệp Huyên nhìn sang, Sư Tỷ biết người này. Lục Sư Tỷ gật đầu, trừ y ra, nàng ta là người có kiếm đạo mạnh nhất và thiên phú cao nhất kiếm tông, cao đến đáng sợ. Đoạn nàng ta lại quay sang người đàn ông, kiếm tông nơi này vì sao lại trở nên như vậy? Đối phương cười khổ, chúng ta gặp phải kiếp nạn. Lục Sư Tỷ cau mày, kiếp nạn. Người đàn ông gật đầu, kiếm tông ta năm ấy có một thánh vật trong tay, chính là kiếm kinh do tổ sư để lại. Nhưng từ khi Thính Vân tổ sư rời đi, nó đã bị đạo đình dòm ngó, cuối cùng. Lục Sư Tỷ nhắm mắt lại, đạo đình cướp kiếm kinh đi. Người đàn ông gật đầu, Thính Vân tổ sư còn ở, đạo đình không dám vọng động, người vừa đi, chúng đã phái người đến cướp đoạt kiếm kinh. Sắc mặt Lục Sư Tỷ lạnh đi, dám cướp kiếm kinh, to gan lớn mật. Người đàn ông thấp giọng thở dài, là chúng ta vô năng. Nếu tổ sư còn ở đây. Lục Sư Tỷ hỏi, Thính Vân đâu? Đối phương, đã đi rồi, nhưng đi đâu thì không biết. Lục Sư Tỷ khẽ nói, con bé hẳn là ra đi tìm y. Con bé. Sắc mặt người đàn ông chợt trở nên quái dị, các hạ là. Diệp Huyên vội nói, đây là Lục Sư Tỷ, cũng là người kiếm tông. Đối phương khẽ kinh ngạc, cô cũng là người kiếm tông. Lục Sư Tỷ gật đầu, người đàn ông lập tức ôm quyền. Thì ra là đồng môn. Lục Sư Tỷ chỉ vào pho tượng của người đàn ông áo xanh bên ngoài, y có từng đến đây không? Người đàn ông trung niên đáp, từng đến, dường như là để gặp Thính Vân tổ sư. Lục Sư Tỷ, có để lại vật gì không? Đối phương suy tư một hồi rồi đáp, hình như là không. Lục Sư Tỷ trầm lặng. Diệp Huyên cười, không có thì thôi vậy. Bỗng nhiên người đàn ông lại nói, nhưng đứa bé màu trắng có để lại một chiếc hộp. Hộp ư? Cả Diệp Huyên lẫn Lục Sư Tỷ đều sửng sốt. Lục Sư Tỷ hỏi, ở đâu? Người đàn ông xoay lại, chỉ vào đài tế dài trước mặt, trên đó có một chiếc hộp nho nhỏ. Ông ta nói, Thính Vân nói hộp này là quà của đứa bé ấy, dặn dò chúng ta phải giữ gìn thật kỹ, nên chúng ta đã mang nó ra cung phụng. Diệp Huyên và Lục Sư Tỷ không khỏi cạn lời. Lại còn cung phụng nữa cơ. Diệp Huyên do dự hỏi, kiếm tông gặp đại nạn, các vị không mở nó ra sao? Người đàn ông lắc đầu, không. Đoạn, ông ta nhìn vào chiếc hộp, nó có chứa huyền cơ gì sao? Diệp Huyên và Lục Sư Tỷ nhìn nhau, không nói gì. Lục Sư Tỷ, nếu các ngươi mở nó ra khi đạo đình đến, có lẽ đã có chút hy vọng sống sót. Người đàn ông không khỏi sửng sốt, sao, sao có thể? Theo ta được biết, đứa bé kia cũng không mạnh bao nhiêu. Lục Sư Tỷ lắc đầu, nhóc ấy không giỏi đánh nhau, nhưng rất biết gọi người. Muốn hỏi trên đời này ai nhiều chỗ dựa nhất, tiểu bạch thứ hai thì không ai thứ nhất. Vào rất lâu trước đây, nhóc ta chính là đối tượng tuyệt đối không thể trêu vào, bằng không chẳng khác gì chọc chúng tổ ong vò vẽ. Người đàn ông nhìn hộp cười khổ, chẳng trách sao năm ấy tổ sư dặn chúng ta hãy giữ gìn nó, nhưng chúng ta lại không cho là đúng. Diệp Huyên phân vân một chút rồi hỏi, có thể cho ta cái hộp này được không? Lục Sư Tỷ liếc mắt nhìn, vừa mở miệng đã xin xỏ, da mặt này dày không phải hạng vừa đâu. Người đàn ông cười đáp, tất nhiên là được, vật này để lại kiếm tông cũng chẳng còn tác dụng gì, mà ngươi với y lại là. Lục Sư Tỷ bỗng đổi chủ đề, chỉ có một chiếc hộp này thôi sao? Đối phương gật đầu, đúng vậy. Nàng ta nói với Diệp Huyên, vậy ngươi lấy đi. Diệp Huyên gật đầu, đoạn nhìn người đàn ông chỉ còn lại một sợi phân hồn, muốn tiếp tục tồn tại bằng cách này hay muốn ta đưa ông vào luân hồi? Đối phương cười khổ, cứ để ta tiêu tán trên thế gian đi thôi. Diệp Huyên lắc đầu, để ta đưa ông vào luân hồi vậy.
Hắn nói xong thì đưa tay ra, để thần ấn luân hồi xuất hiện, gọi thông đạo luân hồi ra không lâu sau đó. Trong mắt người đàn ông lộ rõ vẻ kinh ngạc, ngươi là người bảo vệ đại đạo. Diệp Huyên gật đầu, thần ấn này do ta tình cờ có được, còn người bảo vệ thì miễn cưỡng xem là vậy đi. Đối phương nhìn hắn thật sâu rồi nói, bảo trọng. Sau khi ông ta bước vào, thông đạo nhanh chóng đóng lại. Diệp Huyên đi đến quan sát chiếc hộp kia, khẽ nói, bên trong này hẳn là nhóc ấy. Lục sư tỷ lắc đầu, không rõ. Bỗng nhiên, Tiểu Linh Nhi bay đến ôm lấy hộp. Diệp Huyên cười, Tiểu Linh Nhi có cảm nhận được bên trong là gì không? Cô bé tròn mắt nhìn hắn rồi lại nhìn hộp, sau đó nhe răng cười, không nói cho huynh đâu. Sau đó đã ôm hộp trốn vào trong tháp mất dạng. Diệp Huyên lắc đầu cười. Lục sư tỷ hạ giọng, người định dùng nó thế nào? Đây sẽ là món quà bất ngờ ta để lại cho đạo đình. Diệp Huyên cười cười, đoạn nhìn khắp bốn phía, nói cũng may chuyến này không về tay không, chúng ta đi thôi. Lục sư tỷ gật đầu rồi cùng hắn rời đi. Nhưng khi họ vừa bước chân ra khỏi đại điện, Diệp Huyên bỗng biến sắc, vươn tay chộp lấy vai Lục sư tỷ, truyền tống cả hai vào tháp giới ngục. Cùng lúc ấy, chân trời nứt toác, một cây trường thương lao vun vút từ trên trời xuống, mũi thương còn ngậm lấy ngọn lửa đỏ rực. Thương còn chưa rơi xuống, kiếm tông bên dưới đã trở thành tro bụi. Khóe môi Diệp Huyên nhếch lên lạnh lẽo, đưa tay phóng một thanh kiếm lên cao. Uỳnh! Chân trời vỡ nát thành một hố đen khổng lồ, để lộ một người đàn ông. Ông ta cao hơn 7 thước, dung mạo khôi ngô, khoác trên người lớp chiến bào màu tím sậm có thêu hình muông thú, đôi mắt sắc bén như kiếm, có thể khiến người khác khiếp sợ. Trong tay ông ta là một ngọn kích dài 1 trượng 2, phần chuôi như được đúc thành từ nham thạch đỏ rực sặc sỡ, mà lưỡi kích như ẩn chứa tu la chi lực, tỏa ra một luồng lệ khí và sát khí khủng bố, khát máu đến làm lòng người hoảng sợ. Ông ta chỉ đứng nơi xa, nhưng toàn bộ đất trời trước mặt như đều thu nhỏ lại. Diệp Huyên nhìn lên, đạo đình. Đối phương nhìn xuống, ta là Huyền Ung, một trong tứ đại thần tướng đạo đình, hôm nay đến lấy thủ cấp ngươi. Đôi mắt hắn nheo lại, các ngươi là kẻ đã ra tay với Niệm tỷ. Hắn biết bọn họ nhất định sẽ giở trò với Mộ Niệm Niệm để đối phó với hắn. Trong vũ trụ ngũ duy, Mộ Niệm Niệm đứng trước một ông lão, cười nói với đối phương. Ta cứ ngỡ các ngươi sẽ chờ đến ngũ duy kiếp chứ. Mà người kia, chính là Bạch Đế Tử, cũng cười, thế này đi, chúng ta để Diệp Huyên và Huyền Ung giao thủ với nhau, đạo đình không nhúng tay, cô nương cũng không xen vào, cô thấy sao? Mộ Niệm Niệm không đáp. Từ nơi sâu thẳm nhất vũ trụ, một siêu trận pháp chẳng biết tự khi nào đã bao trùm khắp ngũ duy. Nếu nàng ta ra tay cứu Diệp Huyên, trận pháp này và các cường giả đạo đình sẽ hủy diệt ngũ duy. Nhưng Mộ Niệm Niệm chỉ nhìn vũ trụ ngũ duy phía dưới, khẽ cười, không hổ là đạo đình, chỉ mất bấy nhiêu thời gian đã tìm được nhược điểm của ta. Các ngươi biết mỗi lần ta ra tay sẽ thúc đẩy ngũ duy kiếp đến càng nhanh, vì vậy các ngươi đang ép ta phải ra tay, để ngũ duy kiếp đến trước thời hạn. Bạch Đế Tử, cô nương tu luyện đến bực này đã không dễ dàng, hà tất vì một người mà hy sinh bản thân. Mộ Niệm Niệm cong môi, hắn gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Người làm tỷ tỷ đây bảo vệ đệ đệ, không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa hay sao? Tỷ tỷ. Mộ Niệm Niệm nói xong thì lắc đầu cười khi nhận ra, không biết từ lúc nào mà nàng đã công nhận Diệp Huyên. Không phải loại công nhận như trước kia, mà càng giống như xem hắn là người thân hơn. Cảm giác cũng không tệ lắm. Nàng ta chợt có chút đồng cảm với cô gái váy trắng. Mộ Niệm Niệm từng không hiểu vì sao đối phương lại để ý Diệp Huyên đến vậy, bởi cường giả như nàng thường phải xem nhẹ tình cảm lắm chứ. Nhưng vào giờ phút này, Mộ Niệm Niệm nhận ra, cho dù có là cường giả mạnh đến đâu đi nữa thì vẫn sẽ sợ hãi cô độc, sợ không có người để tâm đến mình. Cô độc chính là kẻ thù lớn nhất của cường giả. Mà cảm giác được người khác quan tâm đến, lại tốt biết bao. Đối với một số người mà nói, tình thân là thứ vô nghĩa. Nhưng với những người khác, hai chữ ấy còn quý hơn sinh mạng. Mộ Niệm Niệm đã bảo vệ vũ trụ này không biết bao nhiêu năm qua,
trước giờ vẫn như một người lẳng lặng quan sát, bảo vệ nó, không để ai bước vào thế giới của mình. Nàng ta không ghét con người, nhưng cũng không thể nói là thích. Bởi con người phức tạp vô cùng, lại còn hay thay đổi thất thường, nay tốt mai xấu. Nhưng cũng có những điểm mà nàng ta thấy thú vị ở con người, ví dụ như tình thân, tình bạn, tình yêu. Phải nói rằng, kể từ khi quen biết với Diệp Huyên, nàng ta quả thật vui vẻ hơn nhiều. Trong vũ trụ, Bạch Đế Tử nói, xem ra cô nương nhất quyết muốn xen vào. Ông ta lắc đầu, cô nương đã bị thương nhưng vẫn muốn nhúng tay vào việc người khác, thật sự rất không sáng suốt. Mộ Niệm Niệm thu hồi suy nghĩ, cười nói, chúng ta cứ xem. Nàng ta nhìn về phía cuối vũ trụ. Bạch Đế Tử cũng không nhiều lời, đưa mắt nhìn về nơi Diệp Huyên và Huyền Ung đang đứng. Chấm chấm chấm. Bên dưới, Diệp Huyên đứng với gương mặt âm u. Hắn biết, Đạo Đình một khi dám ra tay tức là đã cho người giữ chân Niệm Tỷ, khiến hắn không khỏi lo lắng. Niệm Tỷ rất mạnh, nhưng nàng ta hiện đang bị thương. Phải trở về. Diệp Huyên nhìn lên Huyền Ung nơi chân trời. Phải tìm cách giải quyết người này trước, sau đó trở về. Đối phương là một trong tứ đại thần tướng của Đạo Đình. Nơi chân trời, Huyền Ung lẳng lặng nắm thanh kích trong tay, thả ra một luồng uy áp khổng lồ như trời cao sập xuống. Ông ta muốn dùng khí thế để nghiền nát hắn. Bên trong đó còn bao hàm sự bá đạo, nhìn đời bằng nửa con mắt, khiến người khác khó mà thở nổi. Nhưng Diệp Huyên chỉ nhếch môi dữ tợn, đến đây. Dứt lời, hắn đã hóa thành kiếm quang bay vút lên, đập vỡ luồng uy áp kia trong một tiếng xoẹt. Huyền Ung ở chân trời không hề nao núng, chỉ vung kích đâm xuống. Nơi mũi kích là ngọn lửa hừng hực đan xen với kích thế ngùn ngụt, tựa như muốn xé toạc đất trời. Kiếm của Diệp Huyên cũng vung tới. Hai mũi nhọn đâm vào nhau. Uỳnh! Kiếm quang bỗng dưng vỡ vụn. Kiếm thế bị mũi kích đè lại, nhưng Diệp Huyên không hề lùi bước mà còn tiến tới. Hai tay hắn cầm kiếm khẽ nghiêng, để kiếm trượt theo lưỡi kích chém tới. Huyền Ung phản ứng nhanh như chớp. Kiếm của Diệp Huyên vừa đổi hướng, ông ta đã vung kích quét ngang, va vào thân kiếm. Uỳnh! Diệp Huyên lập tức bay lùi lại mấy trăm trượng, khi vừa dừng lại thì cảm nhận được hàn mang ập đến. Xoẹt! Kích chưa tới, hàn mang đã đến, kích thế theo sau. Diệp Huyên giẫm mạnh chân phải, mượn dùng đạo tắc không gian để dừng lại giữa vũ trụ, mà kích của Huyền Ung cũng đã đến. Hắn không lựa chọn ngăn cản. Bởi một khi làm vậy sẽ mất thế ngay lập tức, mà đối thủ lại rất giỏi dùng thế, khi ấy hắn sẽ rơi xuống hạ phong. Vì vậy, Diệp Huyên không tránh không né, trực tiếp gọi kiếm vực ra. Nó vừa xuất hiện, kích thế lập tức yếu đi mấy phần, Diệp Huyên cũng chấp thời cơ chém xuống. Duỳnh! Ngọn kích kia bị cản lại. Nhưng Huyền Ung đã biến mất tại chỗ. Đồng tử Diệp Huyên co lại, bất chợt vung kiếm chém sang phải. Nện vào một tia hàn mang. Duỳnh! Chân trời chấn động, nứt toác ra. Từng cái bóng mở bỗng xuất hiện bên người Diệp Huyên, tuy là bóng nhưng lại như thật, khó lòng phân biệt thật giả. Hắn lập tức thối lui, để kiếm quang răng mù mịt trong hố đen không gian, từng tiếng nổ chói tai liên tiếp vang lên. Khoảng một khắc sau, những cái bóng mở kia bỗng hội tụ lại, một thanh trường kích cũng lao thẳng về giữa trán Diệp Huyên. Đất trời cũng phải run rẩy trước một kích này. Nhưng Diệp Huyên không lùi bước, dùng hai tay cầm kiếm bổ về trước, lại dùng kiếm vực trấn áp kích thế của Huyền Ung. Ầm! Một tiếng vang chấn động nổ ra từ trong kiếm vực, Diệp Huyên mặt cắt không còn hột máu, nhưng vẫn gắng gượng cản lại một kích này. Sau đó, hắn dùng tay trái nắm lấy thân kích, tay phải cầm kiếm đâm tới. Nhưng Huyền Ung quá nhanh, khi kiếm vừa lao đến đã lập tức buông kích. Nắm tay phải lại tung ra một quyền. Duỳnh! Cú đấm này khiến cả hai đồng thời lùi lại. Diệp Huyên thối lui hơn trăm trượng khiến không gian liên tiếp vỡ vụn dọc đường. Bên kia, Huyền Ung sau khi dừng lại thì vung tay phải lên, ném thanh kích về phía Diệp Huyên. Cùng lúc đó, ông ta lại giẫm chân một cái, cả người bay véo ra như một quả đại bác. Diệp Huyên vừa dừng lại, thanh kích đã phá không mà đến. Phía sau nó lại là Huyền Ung.
Một tia dữ tợn lóe lên trong mắt, hắn vung kiếm đâm tới, sử dụng kiếm kỹ mà cô gái váy trắng dạy cho. Nhất kiếm định sinh tử. Thật ra thì, với hắn bây giờ thì nên gọi là nhất kiếm phân sinh tử. Bởi hắn không có sức mạnh vô địch, có thể dùng một kiếm định đoạt số phận người khác như cô gái váy trắng. Một kiếm này, không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Đó chính là tâm cảnh hiện nay của hắn. Kiếm vừa ra, tiếng kiếm minh như sấm dậy chấn động khắp vũ trụ. Ầm. Trường kích và kiếm run lên kịch liệt khi vừa tiếp xúc, sau đó kích là thứ bay ngược về. Kiếm đã phá được kích, nhưng Huyền Ung đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Huyên, tung quyền thẳng vào ngực hắn. Một cú đấm vô cùng bá đạo, không hề thua kém so với trường kích. Ông ta song tu quyền lẫn kích. Diệp Huyên vẫn không né tránh, ăn trọn một đấm vào ngực, nhưng cũng trả lại một đấm vào ngực đối phương. Đây dĩ nhiên không phải là quả đấm thường, mà là chiêu học được từ đạo kinh cầu tử. Hai quả đấm nện vào thân thể nhau. Oanh! Dãy núi dài vạn dặm xung quanh bỗng chốc bị biến thành bình địa, mà hai người thì bị đấm văng đi chừng vạn trượng, khiến bầu trời và mặt đất đều chấn động thành một vùng hỗn loạn. Dừng lại rồi, Diệp Huyên phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân trên dưới nứt nẻ. Cũng may hắn có vạn Phật bất diệt thể, tuy thể xác không bị hủy nhưng vẫn thê thảm vô cùng, vết nứt trải rộng khắp nơi, có thể nhìn thấy xương trắng. Huyền Ung bên kia cũng không khá hơn. Sau khi ăn trọn võ học đạo kinh, chiến bào trên người ông ta đã hóa thành cho bụi, thân thể cũng nứt ra vài đường, máu trào ra nhuộm cả người thành huyết nhân. Hai bên thê thảm như nhau. Huyền Ung nhìn Diệp Huyên với vẻ nghiêm trọng, không ngờ rằng tên con người này lại sở hữu trình độ đến thế. Mà đó là Diệp Huyên chỉ mới đến độn nhất cảnh, còn chưa chứng đạo. Sau đó, ông ta nhận ra một vấn đề, đó là cứng đối cứng với nhau như ban nãy thì chính ông ta là người chịu thiệt. Bởi trước đó, Huyền Ung đều trên cơ Diệp Huyên, chỉ khi chọn dùng cách tổn hại lẫn nhau thì mới gây ra cảnh lưỡng bại câu thương. Sở dĩ ông ta làm vậy là vì không cho rằng Diệp Huyên có thể đỡ lấy cú đấm của mình, nào ngờ hắn lại sở hữu võ kỹ mạnh mẽ đến vậy. Đòn vừa rồi, ông ta tuy cản được nhưng vẫn bị trọng thương. Huyền Ung hít vào một hơi, chợt nghe Diệp Huyên nói, ta khôi phục xong rồi. Ông ta không khỏi sửng sốt như thấy vết thương trên người hắn đã lành lại 7-8 phần. Huyền Ung không khỏi quắc mắt, làm sao có thể? Diệp Huyên tất nhiên không cho ông ta biết việc cơ thể mình có thể tự lành. Một ấn thần chỉ chợt bay ra từ giữa trán hắn, sau đó hắn biến mất. Nhất kiếm định sinh tử. Sau khi đạt đến chứng đạo cảnh, một chiêu này của Diệp Huyên đã mạnh lên rất nhiều lần so với trước kia. Vẻ dữ tợn lóe lên trong mắt Huyền Ung, ông ta vươn tay phải gọi trường kích xuất hiện, sau đó tung người nhảy lên. Kích đâm ra với ngọn lửa hừng hực. Xoẹt. Một tiếng xé rách chói tai bỗng vang lên. Uỳnh. Ánh lửa và kiếm quang bỗng bùng nổ. Cả hai liên tục thối lui chỉ trong giây lát. Diệp Huyên mở tay ra, bắn một thanh kiếm chém ngang không gian. Huyền Ung phản ứng cực nhanh, thấy đối thủ xuất kiếm thì cũng búng trường kích đi, để nó xé nát hết thảy mọi thứ trên đường. Kích và kiếm lại đụng độ nhau. Uỳnh. Kiếm quang hòa cùng ánh lửa. Đất trời rung chuyển. Diệp Huyên dừng lại, gọi kiếm trấn hồn ra, chỉ về phía Huyền Ung, nhất kiếm định hồn. U. Tiếng kiếm minh chấn động đất trời réo lên, một luồng sức mạnh linh hồn khổng lồ bỗng khóa chặt lấy Huyền Ung, lại nghe ông ta gầm lên, tản. Vừa dứt lời, đã có sức mạnh âm thanh hùng hậu ùa ra từ cơ thể ông ta, còn kèm cả lệ khí và sát khí mạnh mẽ không kém. Ầm ầm. Luồng sức mạnh này miễn cưỡng chặn lại được một chiêu của kiếm trấn hồn. Diệp Huyên không thể cố định linh hồn ông ta lại. Huyền Ung thân kinh bách chiến, thần hồn cũng mạnh mẽ vô cùng, chỉ có thể trấn áp linh hồn bằng cách dùng kiếm trực tiếp lụi vào người, còn muốn làm điều đó từ xa là không thể. Diệp Huyên bỗng biến mất, để một luồng kiếm quang rít gào xông tới, trong đó là ba loại kiếm quang khác nhau. Đó là nhất kiếm định sinh tử kèm ba loại vực. Chiêu thức mạnh nhất của hắn. Khóe môi Huyền Ung bỗng cong lên đầy dữ tợn, chân ông ta giẫm xuống, khiến không gian nơi ấy sụp đổ, cả người đã bắn về trước.
Ngọn kích trong tay ông ta giấy lên biển lửa cuồn cuộn, chỉ chớp mắt đã cắn nuốt toàn bộ chân trời như lửa trời giáng xuống hủy diệt thế gian. Đây là một kích định sinh tử. Ngươi không chết thì ta vong mạng. Mà thần tướng Đạo Đình, chưa từng sợ hãi cái chết. Nơi chân trời, Diệp Huyên và thần tướng Huyền Ung đều tung ra chiêu thức mạnh nhất mà mình sở hữu. Kiếm của hắn chém vào kích của đối phương, sau đó. Uỳnh. Chỉ trong nháy mắt, không gian trong phạm vi mấy chục dặm hóa thành cho tàn, vô số kiếm quang và kích khí rực cháy nổ tung tóe, khiến khu vực đen nhánh trở thành một vùng hỗn độn. Diệp Huyên và Huyền Ung đồng thời bắn ngược về sau mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên chậm rãi rơi từ trên cao xuống, máu ồ ạt tuôn ra từ miệng. Hắn đã bị thương rất nặng, cả người dạn vỡ nứt nẻ như món đồ sứ bị va đập, có thể vỡ toang bất kỳ lúc này. Mà Huyền Ung bên kia cũng không khá hơn khi rơi xuống. Toàn thân ông ta bị kiếm khí vụn vặt bao phủ, đặc biệt là ở tay phải nơi suýt bị Diệp Huyên chém nứt, nhưng thanh kích bên người vẫn tản ra kích khí hùng hậu. Kích hồn bất diệt, chiến ý ngút trời. Đúng lúc ấy, thanh kích đột nhiên hóa thành một tia sáng đen lao vút ra, thẳng về phía Diệp Huyên. Nó có thể tự động tấn công. Từ trong cơ thể Diệp Huyên, một thanh kiếm bất thình lình bay ra chấn hồn. Nó cũng hóa thành một tia kiếm quang đen tuyền bổ vào trường kích. Kiếm và kích lại bắt đầu đại chiến giữa không trung khi chủ nhân của chúng té ngã xuống đất. Huỵch. Diệp Huyên khẽ run, há mồm ọc ra thêm một ngụm máu tươi. Hắn hít một hơi thật sâu, chống tay lên mặt đất, chật vật tìm cách đứng lên nhưng rồi nhận ra việc này khó khăn vô cùng, khi hắn không còn cảm nhận được cơ thể của chính mình. Nhưng hắn biết mình phải đứng dậy. Lại thêm một cái hít sâu nữa, Diệp Huyên gầm lên, dồn sức vào tay phải. Chỉ nghe rắc một tiếng. Cơ thể của hắn đã bị sức mạnh vừa rồi đánh thành từng mảnh nhỏ, vì vậy chỉ vừa dùng sức một chút đã dẫn đến xương tay gãy lìa. Tuy vậy, hắn vẫn đứng lên. Ở đầu kia, Huyền Ung cũng đã đứng dậy, đang chậm rãi đi về phía Diệp Huyên. Hắn nhếch mép cười. Đoạn cất bước đi tới. Tốc độ cả hai đều rất chậm, nhưng chiến ý trong mắt lại cao chưa từng có. Kiếm của Diệp Huyên và trường kích của Huyền Ung vẫn đang giao chiến nơi chân trời, khí thế dâng lên hừng hực, kịch liệt vô cùng. Tại vũ trụ ngũ duy. Mộ Niệm Niệm bỗng bật cười giữa thinh không, không hổ là thần tướng Đạo Đình, thân kinh bách chiến, thân tàn ý kiên, trong mắt chỉ có chiến đấu và chết chóc. Bạch Đế Tử mỉm cười. Phải nói rằng vị Diệp công tử này đã khiến lão hủ ngạc nhiên. Tuổi còn nhỏ mà sức mạnh đã to lớn đến vậy, hơn nữa ý chí cũng không thua kém thần tướng Đạo Đình ta. Nếu hắn gia nhập Đạo Đình, có lẽ sẽ không mất bao lâu sẽ uy hiếp được địa vị của thần tướng áo trắng. Mộ Niệm Niệm mỉm cười nhìn ông ta, thần tướng áo trắng. Bạch Đế Tử, thần tướng mạnh nhất Đạo Đình, cả đời chinh chiến khắp đạo chủng, chỉ bại trận một lần. Nói đến đây, ông ta nhìn Mộ Niệm Niệm, khi biết tin cô nương giết Hoành Thiên Võ ở âm phủ, hắn đã muốn đến thỉnh giáo một phen, tiếc rằng trong người còn có nhiệm vụ trấn giữ vực sâu thiên giới, thật là đáng tiếc. Mộ Niệm Niệm bật cười khiến đối phương hỏi đầy hiếu kỳ. Cô nương vì sao lại cười? Mộ Niệm Niệm, đứa em trai này của ta có một cô em gái tên Thanh Nhi, Nàng ta bỗng phấn khích hẳn lên, nói vậy là nàng ta cũng phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ rồi. Sau đó Mộ Niệm Niệm lại vội lắc đầu, không được không được, người này không biết trái phải, khéo chưa lấy được miếng lợi nào từ nàng ta mà còn bị đánh. Bạch Đế Tử bỗng nói, Thanh Nhi, chính là cô gái váy trắng sau lưng Diệp Huyên sao? Mộ Niệm Niệm cười, ngay cả nàng ta mà cũng biết, xem ra các người điều tra cũng kỹ càng phết. Bạch Đế Tử lắc đầu cười, chúng ta luôn nghiêm túc đối xử với kẻ địch của mình. Mộ Niệm Niệm, không hổ danh là thế lực tồn tại lâu đời, vậy các người có hiểu biết gì về Thanh Nhi không? Bạch Đế Tử lắc đầu, chỉ biết nàng ta giết người chỉ bằng một kiếm duy nhất. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, còn gì nữa? Bạch Đế Tử cười hỏi, cô nương muốn nói điều gì? Mộ Niệm Niệm nghiêm mặt, nàng ta thật sự rất lợi hại. Lại còn có suy nghĩ nguy hiểm, hở ra là muốn hủy diệt vũ trụ, đáng sợ lắm. Bạch Đế Tử cong môi, cô nương,
việc nàng ta chỉ dùng một kiếm để giết người ở thế giới này cũng khó mà đại diện cho điều gì. Mộ Niệm Niệm tò mò, vì sao lại nói vậy? Bạch Đế Tử khẽ cười, có lẽ không phải nàng ta quá mạnh, mà là người nơi này quá yếu thì sao? Mộ Niệm Niệm tròn mắt chớp chớp, Đoạn Phá Gia cười ha hả, thật ra, ông nói cũng có lý phết. Bạch Đế Tử không đáp lời, Mộ Niệm Niệm cũng lẳng lặng nhìn về nơi xa. Diệp Huyên và thần tướng Huyền Ung chỉ còn cách nhau chưa đến 10 trượng. Diệp Huyên lẳng lặng siết tay trái lại nhưng không thể điều động bất kỳ sức lực gì, Huyền Ung đối diện cũng không khá hơn. Đúng lúc ấy, cả hai bỗng lao đến, tựa như muốn tung ra một đòn cuối cùng trước khi chết vậy. Nắm đấm của họ nện vào ngực đối phương. Ầm ầm, cả hai bay vút lại mấy trượng, đồng loạt ngã huỵch xuống, thân thể co giật, máu văng tung tóe. Thương thể trầm trọng vô cùng. Nhưng Diệp Huyên bỗng giống lên một tiếng phẫn nộ, cưỡng ép bản thân đứng dậy. Tay hắn mở ra, gọi kiếm Thiên Chu xuất hiện. Hắn nhếch mép cười với Huyền Ung, ta có hai thanh kiếm. Vừa dứt lời, Thiên Chu đã bay ra nhưng lại không thể kết liễu Huyền Ung. Bởi không biết từ lúc nào, trước mặt ông ta đã xuất hiện một thú hồn đang ngoác họng gầm thét, chặn lại đường kiếm. Nhưng thanh kiếm thứ ba lại xuất hiện trong tay Diệp Huyên. Kiếm Linh. Huyền Ung lập tức biến sắc. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện. Ông ta khoác khôi giáp đen tuyền, tay cầm trường đao, mắt lom lom nhìn Diệp Huyên. Một khắc sau, ông ta đã vung đao lao tới. Ở vũ trụ ngũ duy, Mộ Niệm Niệm chỉ cong môi cười. Bạch Đế Tử thì lại ngoái đầu nhìn phương xa, không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc người đàn ông lao tới, Huyền Ung bỗng la lên, dừng tay. Đối phương dừng lại, nhìn sang Huyền Ung. Ông ta chỉ chậm rãi nhắm mắt, nói ta và hắn giao thủ công bằng, người xen vào làm gì. Người đàn ông do dự, thần tướng, mục đích của chúng ta lần này là. Câm mồm, Huyền Ung quắc mắt chừng, lui ra. Đối phương không giảm phản bác, lập tức lui sang một bên. Huyền Ung nói với Diệp Huyên, trong cơ thể ngươi có một nữ kiếm tu, vì sao không gọi nàng ta ra? Hắn cười, ta và ông giao thủ công bằng, để người ngoài xen vào làm gì? Huyền Ung nhìn hắn chằm chằm, hay cho giao thủ công bằng? Ngươi tuy là kẻ địch của ta nhưng vẫn có thể xem như một người quang minh lỗi lạc, lần sau chúng ta lại phân định sinh tử. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Người đàn ông còn lại lộ vẻ do dự. Muốn nói lại thôi. Huyền Ung bỗng lên tiếng, ta sẽ gánh vác mọi trách nhiệm. Người đàn ông thấp giọng thở dài rồi cất bước đi theo. Ông ta cảm nhận được Diệp Huyên đã rất yếu, muốn giết hắn vào lúc này gần như không cần tốn quá nhiều sức lực. Nhưng ông ta lại không dám cãi lệnh Huyền Ung. Huyền Ung rời đi rồi, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Đối phương quả là một đối thủ mạnh mẽ. Từ ý thức chiến đấu đến tâm tính ngoan cường. Nếu không có thân xác quá mức kiên cố này, hắn tuyệt đối không thắng được một đối thủ song tu quyền lẫn kích. Hơn nữa cũng nhờ có kiếm chấn hồn đủ mạnh để chống lại ngọn kích trong tay Huyền Ung, thứ ít nhất đã đạt đến chứng đạo cảnh. Trận chiến vừa rồi không chỉ diễn ra giữa Huyền Ung và hắn, mà còn giữa chấn hồn và ngọn kích kia. Tất nhiên hắn vẫn còn một con át chủ bài trong tay. Đó chính là hồ lô càn khôn và huyết mạch chi lực. Nhưng hắn biết mình có át chủ bài thì người thân kinh bách chiến như đối phương không thể không có. Đến đây, Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nói với Lục Sư Tỷ chúng ta về thôi. Hắn xoay người rậm rời đi, nhưng phát hiện mình đang bị thương rất nặng thì lắc đầu cười khổ, ngồi xuống chữa thương. Vũ trụ ngũ duy. Bạch Đế Tử nói với Mộ Niệm Niệm, cô nương rất tin tưởng vào Diệp công tử. Từ lúc đầu cho đến giờ, ông ta nhận ra cô gái này không hề có ý muốn ra tay, chỉ có thể là vì nàng ta rất có lòng tin vào Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm cười khẽ, vị thần tướng của các người rất có phong phạm cường giả, nếu lần sau gặp phải, ta hứa sẽ để cho hắn toàn thây, ha ha. Nàng ta nói xong thì xoay người rời đi, để lại Bạch Đế Tử lặng lẽ đứng. Ông ta vốn muốn ép Mộ Niệm Niệm ra tay. Nhưng không ngờ Diệp Huyên và Huyền Ung lại đánh ngang tay nhau. Mà Diệp Huyên chỉ mới 20 tuổi. Đã trẻ thì thôi, nào ngờ sức mạnh còn nghịch thiên như vậy, lại còn cố chấp đến cùng,
Sau một hồi im lặng, Bạch Đế Tử rời đi. Ông ta âm thầm quyết định, tuyệt đối không được để Diệp Huyên sống tiếp, đặc biệt là không thể để hắn gia nhập vào đạo chủng chi địa. Diệp Huyên phải chết. Đây chính là thái độ của đạo đình. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên đang trong quá trình chữa thương bỗng ngẩng đầu, nhìn người con gái đã xuất hiện trước mặt hắn từ bao giờ. Thấy Mộ Niệm Niệm đến, hắn thở phào nhẹ nhõm, đạo đình đã ra tay rồi sao Niệm tỷ? Nàng ta cười, đúng vậy. Thấy hắn toàn nói gì, nàng ta đã chặn lại, chữa thương cho lành hết trước đi. Diệp Huyên gật đầu. 2 giờ sau, hắn đã khôi phục được 8, 9 phần, mới nghe Mộ Niệm Niệm nói, cảm thấy trận chiến vừa rồi thế nào. Diệp Huyên, sảng khoái sướng rơn. Mộ Niệm Niệm, đạo đình còn có người mạnh hơn vị kia mấy chục lần. Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm cười, sợ không? Diệp Huyên gật đầu, hơi hơi. Mộ Niệm Niệm bật cười khanh khách, vỗ nhẹ lên vai hắn, tiền đồ đâu rồi hả? Đại trưởng phu sinh ra với đời phải đầu đội trời, chân đạp đất, không sợ hãi. Cậu lại đi sợ, thật là không có tí tiền đồ nào. Diệp Huyên bỗng hỏi lại, vậy Niệm tỷ có sợ Thanh Nhi không? Mộ Niệm Niệm cứng lại, đoạn ngẩng đầu nhìn chân trời, trăng đêm nay đẹp nhỉ. Ừm, gió cũng dịu nhẹ nữa. Hừ, tay ta cũng ngứa. Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên cả người thương tích chồng chất, Mộ Niệm Niệm cuối cùng cũng không nỡ ra tay mà chỉ liếc hẳn một cái. Diệp Huyên cười hề hề, Niệm tỷ à, thật ra Thanh Nhi rất tốt mà. Khờ quá, chỉ tốt với cậu thôi. Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười, khẽ nói, nàng ta đáng sợ nhất ở chỗ xem thường sinh mệnh. Trong mắt nàng, e rằng chỉ phân ra người sống và người chết. Diệp Huyên im lặng. Thanh Nhi quả thật có đôi lúc lạnh lùng quá mức. Như nghĩ đến điều gì, hắn hỏi, Niệm tỷ, Thanh Nhi rốt cuộc mạnh đến đâu? Thấy đối phương không đáp, hắn tiếp tục. Ngay cả tỷ cũng không biết sao. Mộ Niệm Niệm khẽ cười, ta có thể đoán được đại khái, nhưng không thể nói cho cậu. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, sợ làm cậu tổn thương. Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm cười, cũng đến lúc để cậu hiểu một vài chuyện rồi, theo ta đến một nơi đi. Thấy nàng xoay người rời đi, Diệp Huyên vội vã theo bước. Âm phủ. Bạch Đế Tử vừa xuất hiện tại nơi giao nhau giữa âm phủ và dương gian, Mục Sinh đã hiện ra trước mặt. Ông ta mỉm cười, Mục Sinh cô nương có bằng lòng theo chúng ta đến đạo đình không? Đôi mắt Mục Sinh nhắm lại, Bạch Đế Tinh Quân, ông biết trách nhiệm của ta là gì? Bạch Đế Tử gật đầu, cô nương trấn thủ thế giới này nhiều năm, công đức vô lượng. Mục Sinh trầm giọng, các người không muốn kết giới giữa âm phủ và dương gian tồn tại. Bạch Đế Tử gật đầu. Mục Sinh im lặng một hồi rồi nói, Bạch Đế Tinh Quân, ta có thể rời khỏi chốn này, nhưng trước mắt ta muốn thăm thú xung quanh, không đến đạo đình. Thấy đối phương không nói gì, nàng ta tiếp tục. Bạch Đế Tinh Quân, ta không có ý gì khác, chỉ muốn đi đây đó nhìn ngắm, thế thôi. Bạch Đế Tinh Quân nhìn nàng ta, khẽ nói, đạo đình vĩnh viễn rộng cửa đón chào cô nương. Đoạn ông ta đưa tay, mở ra một quyển sách cổ, tìm tên nàng ta bên trong. Sau đó, Bạch Đế Tử nhẹ nhàng khoanh một cái, hai chữ Mục Sinh lập tức biến mất khỏi trang giấy cũ xưa. Mục Sinh cảm thấy như có thứ gì đó trên người mình đã biến mất. Bạch Đế Tử, ta đã giải trừ thần chức của cô nương, nay cô đã là người tự do. Đất trời bao la, cô nương có thể đi nơi nào tùy thích, nhưng đạo đình không hy vọng cô sẽ trở thành kẻ thù ngày sau. Mục Sinh hít vào một hơi, nói, Bạch Đế Tinh Quân yên tâm, cho dù không gia nhập, ta cũng sẽ không đối đầu với đạo đình. Ta là người bảo vệ đại đạo, điều này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Cô nương bảo trọng. Bạch Đế Tử gật đầu rồi xoay người rời đi, để lại Mục Sinh nhìn quanh bốn phía với ánh mắt phức tạp. Sau đó, Mạn Châu và Sa Hoa xuất hiện bên cạnh nàng ta. Mạn Châu, người có thể đến đạo đình. Mục Sinh lạnh nhạt đáp, đạo đình đã không còn như xưa nữa. 3000 đại đạo nay đã trở thành công cụ cho một số người lợi dụng. Mạn Châu im lặng. Mục Sinh nhìn họ, chúng ta đi thôi. Hai người gật đầu, sau đó cả ba cùng biến mất.
Sau khi họ rời đi rồi, giữa âm phủ và dương gian đã không còn bất kỳ trở ngại nào nữa, người ở âm phủ có thể đến dương gian bất cứ khi nào tùy thích. Chấm chấm. Bạch Đế Tử đi từ âm phủ đến Liên Hoa Đài, nơi Bồ Tát Nam Tàng đang ngồi. Ông ta mỉm cười, Bồ Tát Nam Tàng, từ ngày chia tay đến nay vẫn ổn chứ? Người kia chắp tay trước ngực, Bạch Đế Tinh Quân lần này đến đây là vì vũ trụ ngũ duy. Bạch Đế Tử gật đầu, Nam Tàng, đạo đình cần sự trợ giúp của ông. Nam Tàng chỉ lắc đầu cười, Bạch Đế Tinh Quân nói đùa. Bạch Đế Tử khẽ nói, phần lớn cường giả đạo đình ta đều đang trấn thủ tại vực sâu thiên giới. Nam Tàng không nói gì, Bạch Đế Tử cười. Ông giúp ta, không lỗ lã gì. Nam Tàng nhìn lên, thực lực của cô gái kia, Tinh Quân có biết? Bạch Đế Tử, việc này không quan trọng nữa rồi. Nam Tàng, vì sao lại nói thế? Bạch Đế Tử, nàng ta đang khiêu khích thần uy của đạo đình. Khiêu khích? Nam Tàng im lặng khi hiểu ra đạo đình và Diệp Huyên đã không thể nào giảng hòa được nữa. Cả hai đều muốn sở hữu đạo kinh, mà Diệp Huyên lại giết Lục công chúa của đạo đình. Chỉ vậy thôi đã khiến bọn họ không còn chút thiện ý nào với hắn nữa. Còn Mộ Niệm Niệm thì đang tích cực gây hấn với đạo đình rồi. Đạo đình sẽ không cho phép bất kỳ ai khiêu khích thần uy của họ. Nam Tàng vẫn im lặng. Ông ta từng gặp Mộ Niệm Niệm, biết nàng ta mạnh mẽ thế nào, vì vậy cũng không muốn phải đối đầu với nàng ta. Dường như đọc được suy nghĩ của Nam Tàng, Bạch Đế Tử nói, yên tâm, sẽ có người giao thủ với nàng ta, chúng ta cần Bồ Tát Nam Tàng giúp làm một việc khác. Nam Tàng bỗng lắc đầu, Bạch Đế Tinh Quân hãy tìm người khác đi. Ta đã là người đứng ngoài, không muốn nhúng tay vào việc thế tục nữa. Bạch Đế Tinh Quân chỉ mỉm cười, Minh Kính Đài. Nam Tàng lập tức biến sắc, Minh Kính Đài. Minh Kính Đài, báu vật Phật môn. Bạch Đế Tử gật đầu. Nam Tàng im lặng. Một chốc sau, Bạch Đế Tinh Quân rời khỏi Liên Hoa Đài, đi đến cửa vào dẫn xuống một nơi dưới lòng đất địa ngục. Từ nơi này đi xuống, có tổng cộng 18 tầng. Trước cánh cửa của tầng 18, ông ta không đi vào mà chỉ đứng đó ngắm nhìn, khẽ nói các hạ. Cút! Một tiếng thét phẫn nộ phát ra từ bên trong khiến toàn âm phủ chấn động, 18 tầng địa ngục càng bị nhấn chìm trong những tiếng quỷ khóc sói gào. Bạch Đế Tinh Quân trầm mặc một hồi, lắc đầu kẻ đáng thương. Sau đó ông ta rời đi, gặp được người đứng đầu âm phủ. Đối phương nhàn nhạt cất lời, ta đã nói rồi, vô ích thôi. Bạch Đế Tinh Quân gật đầu, cũng được, nếu hắn thích tự giam cầm bản thân thì cứ để hắn làm đi. Người đứng đầu âm phủ, kế hoạch kế tiếp ra sao? Bạch Đế Tinh Quân khẽ nói, để đối phó người phụ nữ kia, nhất định phải nhằm vào vũ trụ ngũ duy. Hiện nay âm phủ và dương gian đã nối liền, chúng ta có thể thúc đẩy ngũ duy kiếp đến sớm hơn. Nàng ta nếu muốn bảo vệ nó thì ắt phải ra tay, mà khi ấy chính là lúc nàng ta yếu ớt nhất. Sau một hồi im lặng, người đứng đầu âm phủ hỏi, làm sao để thúc đẩy ngũ duy kiếp? Bạch Đế Tinh Quân, tiêu diệt căn nguyên của ngũ duy. Người đứng đầu âm phủ, ai sẽ đối phó nàng ta? Thật ra thì cả ngũ duy lẫn Diệp Huyên đều không có gì để họ phải sợ. Diệp Huyên chỉ uy hiếp đến tương lai, nhưng cô gái kia thì ở hiện tại. Chỉ cần giải quyết Mộ Niệm Niệm, vũ trụ ngũ duy sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Bạch Đế Tinh Quân cười, người đứng đầu âm phủ cứ an tâm, nàng ta ắt sẽ do đạo đình ta đối phó. Đối phương gật đầu tốt. Bạch Đế Tinh Quân xoay người nhìn vào lòng vũ trụ, khẽ nói, bọn họ hẳn sẽ đến nhanh thôi. Mộ Niệm Niệm mang Diệp Huyên đi đến một hồ nước hình trái tim với làn nước trong vắt, nhìn vào có thể thấy trời xanh mây trắng. Thấy hắn nhìn sang, nàng ta cười, đây là Hồ Thiên Tâm, tên do ta đặt đó. Diệp Huyên việc khen, tên hay, rất êm tai. Mộ Niệm Niệm nguyết hắn, láo cá. Đoạn nặng ta tóm lấy hắn nhảy xuống, nhanh chóng lặn đến đáy hồ. Nơi đó không có sự sống, chỉ có một luồng khí nóng dẫy ồ ạt tuôn ra từ chốn sâu nhất. Diệp Huyên biến sắc khi nhận ra ngay cả thân thể cứng rắn của hắn hiện nay cũng khó mà chịu đựng nhiệt độ này. Mộ Niệm Niệm tiếp tục kéo hắn đi xuống,
đến trước một lá chắn dài hơn trăm trượng, chặn lại vạn trượng dung nham phía sau. Diệp Huyên hỏi, Niệm tỷ, đây là... Mộ Niệm Niệm cười, đây chính là ngũ duy kiếp. Diệp Huyên sửng sốt. Mộ Niệm Niệm khẽ cười, thật ra vũ trụ này có vô số tai họa ngầm nhưng đều bị ta áp chế, như cậu đang thấy trước mắt. Đây không chỉ là một ít nham thạch, mà là toàn bộ nham thạch dưới lòng đất, đã bị ta đã dùng sức mạnh áp chế lại. Một khi chúng phun trào, sức mạnh tích tụ vài vạn năm sẽ phá hủy hết thảy. Mà không chỉ có nó, vũ trụ này còn rất nhiều nơi ẩn chứa tai họa khổng lồ, vô cùng, vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyên im lặng. Mộ Niệm Niệm cười, ta đưa cậu đến đây là muốn cho cậu biết, tai họa hiện nay của vũ trụ ngũ duy không chỉ đến từ bên ngoài, mà bản thân nó đã vô cùng nguy hiểm, nguy cơ bốn bề. Mà chúng không phải là thứ cậu có thể giải quyết bằng sức mạnh. Tựa như ta tuy có thể trấn áp nó nhất thời, nhưng càng để lâu thì sức mạnh khi bùng nổ lại càng kinh khủng. Trấn áp không phải kế hoạch lâu dài, cậu hiểu ý ta không? Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Vì vậy chúng ta phải thay đổi vũ trụ ngũ duy. Thay đổi là cần thiết, ta vốn cho rằng chúng ta có thời gian để từ từ mà làm, nhưng bây giờ xem ra thì chẳng còn lại bao lâu nữa. Mộ Niệm Niệm nói, đoạn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mỉm cười, thật sự là không có dù chỉ một phút giây luôn ấy. Sau đó, nàng ta đưa Diệp Huyên rời khỏi lòng đất, trở lại bờ hồ. Diệp Huyên cũng nhìn về phía chân trời. Thấy một ông lão đang đứng đó. Bạch Đế Tử mỉm cười nói với Mộ Niệm Niệm, lại gặp mặt. Mộ Niệm Niệm cười, các ngươi thật sự là, không để người khác thở miếng nào sao? Bạch Đế Tử lắc đầu, nếu cô nương bằng lòng quy thuận đạo đình, chúng ta có thể rút lui ngay lập tức, không bao giờ động đến vũ trụ ngũ duy nữa. Ngoài ra, cô nương có thể đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào ở đạo đình, trừ đạo tổ. Một điều kiện hấp dẫn vô cùng. Mộ Niệm Niệm phì cười, trước tiên ép ta đầu hàng, sau đó khống chế vũ trụ ngũ duy, cuối cùng là khống chế ta. Đây mới là mục đích thật sự của lão già nhà ông, đúng chứ? Bạch Đế Tử chỉ im lặng nhìn nàng ta. Mộ Niệm Niệm cong môi, các ngươi hẳn đã chuẩn bị một món quà rất lớn cho ta. Đến đây đi. Bạch Đế Tử khẽ nói, vậy xin đắc tội. Sau đó, ông ta vung tay lên, chiến đạo, xuất hiện. Một luồng sáng vàng chợt lóe khắp chân trời, bên trong là một con đường dài tận mấy trăm trượng với màu vàng óng ánh. Từ bên trong, một con đại bàng chín đầu bay vút ra, trên đầu là một người đàn ông tay cầm phương thiên hỏa kích. Bạch Đế Tử lại xòe tay phải rồi khẽ phẩy khắp bốn phía, để một quầng sáng vàng bao trùm khắp chu vi mấy vạn dặm. Ông ta mỉm cười, chiến đạo hiện ra, không chết không thôi. Cô nương đã chuẩn bị xong chưa? Chiến đạo tức là chiến tranh chi đạo, một thứ thể hiện thái độ của đạo đình. Trước đây bọn họ chỉ từng sử dụng nó với đạo chủng chi địa, làm cầu nối để cường giả đạo đình có thể tùy ý lui tới. Mà hiện nay, họ cũng đã dùng nó với Mộ Niệm Niệm, tỏ rõ ý muốn đuổi tận giết tuyệt nàng ta. Ở dưới, Mộ Niệm Niệm thong thả mỉm cười, không chết không thôi sao? Bạch Đế Tử, đúng vậy. Mộ Niệm Niệm bật cười, vậy đến đây. Bạch Đế Tử lặng lẽ thối lui, để người đàn ông cưỡi con đại bàng chín đầu xà xuống từ chân trời. Quỳnh! Cú rơi này chấn động như thể vừa có mấy ngọn núi dài vạn trượng ầm ầm đổ xuống, tuôn ra một luồng uy áp hủy thiên diệt địa khiến đất trời biến sắc, tựa như tận thể buông xuống. Sắc mặt Mộ Niệm Niệm đanh lại khi nhận ra mục tiêu của người này không chỉ là nàng ta mà còn là căn nguyên của vũ trụ ngũ duy. Nếu để ông ta đáp xuống, căn nguyên ngũ duy ắt sẽ bị tổn hại. Diệp Huyên cũng nhìn người đang lao xuống với vẻ lo lắng. Sức mạnh của ông ta hơn thần tướng Huyền Ung nhiều lắm, chưa kể còn con đại bàng không thua kém gì nữa. Có thế vồ xuống của đại bàng cộng thêm sức mạnh của người đàn ông, nói là hủy thiên diệt địa cũng không ngoa. Bỗng Mộ Niệm Niệm quay sang nhìn hắn, cười hỏi, có nhớ ta từng nói gì với cậu không? Diệp Huyên, nói gì cơ? Mộ Niệm Niệm liếc hắn, không nhớ thì thôi. Đoạn nàng ta nhún người nhảy lên cao, để lại Diệp Huyên ngơ ngác đứng đó. Giữa chân trời, thân hình nhỏ nhắn của Mộ Niệm Niệm quả thật là một trời một vực so với người đàn ông và con đại bàng. Nhưng hai người kia đồng thời nghiêm mặt.
Làm sao họ dám xem thường người con gái có thể tiêu diệt một vị thần tướng trong nháy mắt này? Ông ta siết chặt cây phương thiên hỏa kích trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt bình đạm của Mộ Niệm Niệm, chiến tướng tiên phong đạo đình, Nhâm Thiên Hành, xin cô nương chỉ giáo. Vừa dứt lời, con đại bàng dưới chân ông ta bỗng rít lên một tiếng phẫn nộ, sau đó càng xả xuống nhanh hơn. Trong nháy mắt ấy, đất trời phảng phất như sắp vụn vỡ. Một luồng uy áp vô cùng khủng bố bao trùm lấy Mộ Niệm Niệm, khiến nàng ta trông như một chiếc thuyền con mong manh lẻ loi giữa bão tố. Nhưng đúng lúc ấy, Mộ Niệm Niệm bất thình lình biến mất, luồng uy áp giữa không trung cũng biến mất không còn tung tích. Ngay sau đó, nàng ta xuất hiện trước mặt Nhâm Thiên Hành. Đồng tử ông ta co lại, vô thức phung kích ra, nào ngờ nắm đấm của Mộ Niệm Niệm đã nện vào yết hầu ông ta. Rắc! Tiếng xương gãy vang lên, sau đó thủ cấp Nhâm Thiên Hành đã bay véo ra ngoài. Mộ Niệm Niệm lại nhảy lên đầu con đại bàng, nâng chân dẫm xuống khiến hộp sọ con thú vỡ vụn trong một tiếng phụt, máu tươi nhuộm đỏ chân trời. Những người khác, bao gồm cả Diệp Huyên, chỉ biết chân chối nhìn. Lại một lần tiêu diệt đối thủ trong nháy mắt. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm không rời mắt, tự hỏi Niệm tỷ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Mà Bạch Đế từ nơi xa cũng nhìn nàng ta chòng chọc với vẻ nghiêm trọng. Ông ta biết Nhâm Thiên Hành không phải đối thủ của Mộ Niệm Niệm, sở dĩ để đối phương ra tay chỉ để nhìn xem nàng ta rốt cuộc mạnh đến đâu. Đáng tiếc kết quả lại khiến ông ta thất vọng rồi. Mộ Niệm Niệm có thể giết Nhâm Thiên Hành trong nháy mắt, thực lực của nàng ta vẫn là dấu chấm hỏi. Bạch Đế Tử trầm lặng, không biết đang nghĩ gì. Nơi chân trời, Mộ Niệm Niệm khẽ vung tay lên, xóa sạch vết máu khắp nơi đi rồi cười vói Bạch Đế Tử, người kế tiếp. Ngữ khí nàng ta điềm tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sự bá đạo bên trong. Bạch Đế Tử khẽ nói, xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp cô nương rồi. Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười, các ngươi chưa từng đánh giá đúng. Sau đó nàng ta nhìn xuống Diệp Huyên ở bên dưới. Niệm tỷ sống nhiều năm như vậy cũng hiểu được một đạo lý, đó là lúc nào cũng phải sống khiêm tốn, khiêm nhường. Không được tự mãn, càng không thể cho mình là thượng đẳng hơn chúng sinh. Phải biết có câu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Diệp Huyên im lặng. Khiêm nhường, khiêm tốn. Niệm tỷ từng nói điều này không chỉ một lần, có lẽ có liên quan đến Thanh Nhi. Bởi vì trước đó, nàng ta từng là người vô địch khắp vũ trụ ngũ duy này. Mà đứng trước Thanh Nhi, một người cũng chẳng hiền lành gì cho cam, có lẽ chính sự khiêm nhường đã cứu Mộ Niệm Niệm một mạng. Dám hoành hoang phách lối trước mặt Thanh Nhi đồng nghĩa với chán sống. Diệp Huyên biết, câu vừa rồi của Mộ Niệm Niệm không chỉ đang nói cho hắn mà còn cho cả đạo đình nghe. Bọn họ từ khi xuất hiện đã luôn mang vẻ cao cao tại thượng. Họ cho rằng mời chào Mộ Niệm Niệm chứng tỏ họ đánh giá cao nàng ta, nhưng trong mắt Mộ Niệm Niệm, hành động này chẳng khác gì đang xem thường. Ánh mắt Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm bỗng có chút hoảng hốt. Niệm tỷ rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Hắn hoàn toàn không biết chắc chắn gì cả. Nơi chân trời, Bạch Đế Tử khẽ nói với Mộ Niệm Niệm, lời của cô nương rất có đạo lý, nhưng cô có thật sự hiểu được nó không? Mộ Niệm Niệm cong môi, ý ngươi là ta đã đánh giá thấp đạo đình chứ gì? Bạch Đế Tử cười, là nơi chúng ta đánh giá thấp cô, nhưng cô cũng đánh giá thấp chúng ta. Mộ Niệm Niệm bật cười, lời này của ngươi cũng rất có lý, đã vậy thì tiếp tục đánh thôi. Rốt cuộc là ai đánh giá thấp ai, phải đánh mới biết được. Đoạn nàng ta nhìn chiến đạo, cười, hay là ta đến đạo đình của các ngươi đánh một phen? Đến đạo đình ư? Đôi mắt Bạch Đế Tử nhắm lại, tay cũng siết chặt. Diệp Huyên ở dưới cũng cau mày, Niệm tỷ đang muốn liều mạng sao? Sau đó, Bạch Đế Tử bỗng cười, cô nương không muốn để chiến trường diễn ra tại vũ trụ ngũ duy. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, xem như vậy đi. Bạch Đế Tử lắc đầu, thật xin lỗi, e rằng không thể như ý cô nương được. Mộ Niệm Niệm chỉ lẳng lặng nhìn ông ta. Đúng lúc này, Quan Âm bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, trầm giọng nói, ta vừa nhận được tin có rất nhiều âm khí bỗng xuất hiện, đang ăn mòn thiên nhiên của vũ trụ ngũ duy. Hơn nữa, không biết vì sao mà linh khí của chúng ta đang sói mòn với tốc độ khủng khiếp.
Diệp Huyên quay phát lên nhìn Bạch Đế Tử, các ngươi lại giở trò với Ngũ Duy. Bạch Đế Tử cười cười, quay sang Mộ Niệm Niệm, cô nương, theo tốc độ này, Ngũ Duy kiếp sẽ sớm đến thôi. Mộ Niệm Niệm cười cười, đúng là ta đã đánh giá thấp các ngươi, vậy mà dám để người trấn thủ kết giới dương gian và âm phủ rời đi, đảo điên âm dương như vậy, các ngươi có khác gì những kẻ phá đạo. Bạch Đế Tử, bất kỳ chuyện gì đều có thể thay đổi. Mộ Niệm Niệm cười ha hả, chẳng trách sao 3000 đại đạo lại sụp đổ vô số, nguyên nhân không nằm ở người phá đạo, mà ở bọn hộ đạo các ngươi. 3000 đại đạo trấn thủ thiên địa vốn là chuyện tốt, nhưng những kẻ bảo vệ đại đạo các ngươi lại lợi dụng làm chuyện tư. Nếu đại đạo chi linh còn tồn tại, khéo cũng bị các ngươi làm cho tức chết, ha ha. Đôi mắt Bạch Đế Tử xoáy vào Mộ Niệm Niệm, cô biết đại đạo chi linh. Mộ Niệm Niệm bỗng quay lại nhìn Diệp Huyên, nhớ cho kỹ, đại đạo chi linh là người nắm giữ 3000 đại đạo. Cậu có thể triệu hồi nó bằng cách thu thập đủ 9 quyển đạo kinh, khi ấy những kẻ bảo vệ đại đạo này cũng phải quỳ xuống, hiểu chưa? Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ cố gắng. Bạch Đế Tử bỗng cười, hắn sẽ không có cơ hội ấy. Bởi vì hôm nay, tỷ đệ các ngươi và vũ trụ này đều sẽ bị xóa sổ khỏi thế gian. Ông ta quay lại nhìn vào tinh không, khởi động. Vừa dứt lời, một đốm sáng trắng bỗng xuất hiện từ trong lòng vũ trụ trước khi bao trùm lấy mọi nơi, đoạn tràn ra vô số phù văn quỷ dị. Sự xuất hiện của chúng khiến nhiệt độ của vũ trụ Ngũ Duy bỗng tăng lên ngùn ngụt, linh khí lại càng tan biến với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, có thể tự cảm nhận. Thấy vậy, Diệp Huyên lập tức biến sắc. Ở chân trời, Mộ Niệm Niệm nhìn trận pháp kia mà lặng lẽ siết tay lại. Đúng lúc này, từ trên chiến đạo kia bỗng xuất hiện một người đàn ông dáng vẻ khôi ngô. Ông ta cao đến mấy chục trượng, tay cầm một chiếc kình thiên cự phủ. Khi vừa xuất hiện, toàn bộ đất trời rúng động như thể không chịu nổi sức mạnh của ông ta. Ông ta nhìn Mộ Niệm Niệm, cười một tiếng lạnh lẽo, ta là thiên thần cự linh của đạo đình. Này phàm nhân, đạo tổ có đức hiếu sinh, khuyên ngươi quy hàng. Ngươi nên lập tức quỳ lạy, khấu tạ thiên ân, nhưng ngươi lại ăn gan hùm mật gấu, dám chống đối đạo đình ta, ngươi. Đúng lúc này, Mộ Niệm Niệm bỗng biến mất tại chỗ. Sắc mặt thiên thần cự linh vặn đi đầy dữ tợn, to gan. Dám ra tay trước thiên thần. Nói xong, ông ta vung rìu bổ xuống. Sức mạnh trong đó khiến đất trời nứt toác, thật sự có thể hủy diệt cả bầu trời này. Mà mục đích của đối phương cũng đã rõ, khiến vũ trụ này chịu tổn thương. Ngay sau đó, nắm đấm của Mộ Niệm Niệm đã lao đến nện vào rìu. Duỳnh. Trước mắt mọi người, kình thiên cự phủ bất thình lình vỡ ra thành từng mảnh. Mộ Niệm Niệm cũng đã lao đến trước mặt thiên thần cự linh, rộng một nắm đấm vào đầu ông ta. Phụt. Hộp sọ thiên thần cự linh nát bét, thần hồn câu diệt. Mộ Niệm Niệm phủi tay, thứ rác rưởi gì thế này? Lại còn khấu tạ thiên ân, ngươi quen quỳ thì thôi, lại còn bắt ta phải quỳ chung à? Đoạn nàng ta nhìn vào trận pháp nằm trong lòng vũ trụ, thấy 28 siêu cường giả đã xuất hiện phía trước từ lúc nào. Mộ Niệm Niệm nhắm mắt, nhị thập bát tú trong truyền thuyết. Bạch Đế Tử nhìn nàng ta, cho dù các hạ có năng lực thông thiên, có tiêu diệt được 28 tinh tú, thì vẫn không thể ngăn được Ngũ Duy kiếp. Bởi vì mỗi lần cô ra tay đều là một lần vũ trụ này bị tiêu hao, đúng chứ? Thấy Mộ Niệm Niệm im lặng, ông ta cong môi. Nhìn bốn phía thử xem. Tầm mắt Diệp Huyên hiện nay đã có thể nhìn đi rất xa, bèn làm theo, sau đó nhìn thấy ở vô số vùng đất trong vũ trụ Ngũ Duy, núi cao đang sụp đổ, linh khí đang biến mất, thậm chí còn có cả sét đánh khó hiểu. Đây chính là Ngũ Duy kiếp. Và nó đang nhanh chóng đẩy vũ trụ Ngũ Duy đến bờ diệt vong. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Bỗng Mộ Niệm Niệm bật cười, vì sao ta lại phải ngăn cản Ngũ Duy kiếp? Những lời này khiến con người Bạch Đế Tử co lại, một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Mộ Niệm Niệm quét mắt nhìn bốn phía, nói ta trấn áp nhiều năm như vậy, cũng đã đến cực hạn rồi. Nó xảy đến bây giờ hay vài năm sau cũng không có gì khác biệt. Sau đó nàng ta bất thình lình khạc ra những cái ho kịch liệt, mặt trắng bệch như giấy, khóe môi còn vương vết máu. Bạch Đế Tử sững ra, sau đó cười lớn. Ông ta đoán đúng rồi.
Hết thảy của một niệm niệm xuất phát từ vũ trụ ngũ duy, hủy diệt nó tương đương với hủy diệt nàng ta. Diệp Huyên lao đến bên cạnh mộ niệm niệm, siết chặt lấy tay nàng ta, tỉ nghỉ ngươi đi, còn lại để ta. Mộ niệm niệm lắc đầu, bọn họ có chuẩn bị mà đến, cậu không phải là. Hắn bỗng gào lên, nghỉ ngươi đi. Mộ niệm niệm nhìn lại, chỉ thấy hai mắt hắn đỏ ngầu, bên trong là nước mắt ngân ngấn. Diệp Huyên run rẩy nói, tỉ tỉ, tin ta lần này được không? Còn lại cứ để ta. Để ta bảo vệ vũ trụ này, ta làm được, tỷ tỷ nghỉ cho lại sức. Nhìn đôi mắt đỏ kè của hắn, đáy lòng mộ niệm niệm bỗng mềm đi. Nàng ta đưa tay lau đi nước mắt trên mặt hắn, dịu dàng cười, đề ngốc này, cậu không nợ vũ trụ này gì cả. Ta bỗng dưng có chút hối hận vì đã bắt cậu phải gánh vác một phần trách nhiệm. Cậu có trách ta không? Diệp Huyên lắc đầu như chống bỏi, không, giúp đỡ tỷ là lẽ đương nhiên. Mộ niệm niệm cười, đoạn chỉ vào chiến đạo nên chân trời, ngốc quá, cậu có biết đạo đình hôm nay tất sẽ không chịu bỏ qua không? Diệp Huyên siết lấy tay nàng ta không nắm chắc được gì hết, một chút cũng không. Mộ niệm niệm liếc hắn, vậy mà còn bảo ta đi nghỉ. Hắn cười, chỉ là nếu hôm nay chúng ta đều phải bỏ mạng, thì ta muốn chết trước mặt tỷ. Thân hình mộ niệm niệm cứng lại, vô thức nắm chặt tay hắn. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vì sao? Diệp Huyên nhìn nàng ta, nở nụ cười, nếu ta chết trước thì sẽ không thấy đau lòng nữa. Với lại ta nhất định sẽ được ra đi trong lòng tỷ, đúng không? Mộ niệm niệm nhìn hắn hồi lâu rồi lắc đầu, cậu đúng là kẻ tàn nhẫn. Nói rồi, nàng ta nhẹ nhàng vuốt đi nước mắt trên má hắn, dịu dàng cười, nếu có một ngày cậu bị ức hiếp, chỉ có thể là vì ta không có mặt. Mà nếu có một ngày cậu chết đi, thì chỉ có thể là vì ta đã chết trước đó. Bên bờ hồ, Diệp Huyên siết chặt tay mộ niệm niệm, cười nói, không ai trong chúng ta sẽ phải chết hết. Nàng ta chỉ cười đáp lại, không nói gì. Vào lúc này, vũ trụ ngũ duy đang liên tiếp gặp phải thiên tai, linh khí chậm rãi sụp đổ. Mặt đất nứt toác, khói mù dâng lên, núi lửa thức giấc dưới lòng biển sâu, phun trào dung nham bao phủ đại dương. Lan tràn đến lục địa, sấm chớp ầm ĩ trên bầu trời, không ngừng giày xéo đất đai. Vô số con người của vùng đất này thét lên trong tuyệt vọng. Ngũ duy kiếp, nó vừa là thiên tai, lại vừa là nhân họa. Nơi bờ hồ, Diệp Huyên nắm tay mộ niệm niệm, sắc mặt nàng ta càng lúc càng tái đi, có thể thấy ảnh hưởng của ngũ duy kiếp lên nàng trầm trọng đến nhường nào. Mà nơi chân trời, Bạch Đế Tử không tiếp tục ra tay nữa. Không có gì phải vội vàng cả, cứ tiếp tục thế này thì lợi thế càng nghiêng về ông ta. Mộ niệm niệm sở hữu sức mạnh quá mức nghịch thiên, vì vậy ông ta phải dùng vũ trụ ngũ duy để khiến nàng ta suy yếu, bằng không một khi tấn công trực tiếp thì đạo đình sẽ tổn thất thảm trọng. Cũng còn may, nàng ta vẫn có nhược điểm. Bên bờ hồ, Diệp Huyên nói với mộ niệm niệm, tỉ nghỉ ngơi chút đi, để ta lên. Nàng ta nhìn hắn. Nở một nụ cười nhợt nhạt được. Diệp Huyên xoay người đi đến nơi cuối chân trời, im lặng một hồi rồi cất giọng, hôm nay, ngũ duy kiếp buông xuống. Là thiên tai, cũng là nhân họa. Diệp Huyên ta nguyện lấy tính mạng bảo vệ vũ trụ này, có ai cùng ta? Giọng như sấm rền, vang vọng khắp chư thiên vạn giới. Hàng loạt cường giả vũ trụ ngũ duy đều nghe thấy tiếng nói của Diệp Huyên bên tai, ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra. Diệp Huyên lẳng lặng đứng bên bờ hồ. Hắn không biết sẽ có bao nhiêu người đến, bởi xưa nay có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu, cho dù là phu thê cũng mạnh ai nấy lo khi tai họa ập xuống. Huống chi hiểm họa hiện giờ không chỉ có ngũ duy kiếp mà còn phải đối mặt với cả đạo đình. Liệu sẽ có ai đến chăng? Diệp Huyên không khỏi cảm thấy mông lung. Bỗng nhiên, hai cô gái xuất hiện bên người hắn. An Lan Tú, Liên Vạn Lý. Bọn họ chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Huyên, không ai lên tiếng. Mà hắn, cũng chỉ nhìn họ. Tiếp đó, một tia kiếm quang lóe sáng chân trời khi một bóng người xuất hiện. Chính là A-La với trường kiếm trong tay, đứng thẳng đầy ngạo nghễ. Tia kiếm quang thứ hai bừng lên khi một cô gái nữa xuất hiện nơi chân trời. A Tửu tay phải cầm kiếm, tay trái xách hồ lô, cả người nồng nặc mùi rượu.
Đi cùng nàng ta là một người con gái dắt đao bên hông, còn có thể là ai ngoài Tư Đồ. Nơi chân trời, Bạch Đế Tử nhìn họ với một nụ cười, cũng không tệ, nhưng chỉ có thế thôi sao? Còn có ta. Một giọng nói bỗng vang khắp chân trời khi một cô gái xuất hiện trên đám mây. Tam Sinh. Thấy cô bé đến, Bạch Đế Tử khẽ thốt lên, Đạo Thạch. Tam Sinh chừng ông ta, Đạo Đình đều là lũ súc sinh. Bạch Đế Tử cau mày, Đạo Thạch, ngươi cũng từng là một phần của Đạo Đình ta, bây giờ. Tam Sinh cả giận quát lên, có cái dám. Lão chó già Bạch Đế, lão nói xem Đạo Đình bây giờ vẫn còn là Đạo Đình ngày xưa sao? Bạch Đế Tử lắc đầu, Đạo Đình hôm nay quả thật có rất nhiều vấn đề, nhưng sẽ có một ngày chúng ta xây dựng lại trật tự đại đạo, để thế gian khôi phục lại như trước kia. Không, còn tốt hơn trước kia mới đúng. Tam Sinh cười nhạt, chỉ dựa vào những kẻ bị tư lợi che mờ mắt như các ngươi ư. Bạch Đế Tử lắc đầu cười, hỏi Diệp Huyên, còn nữa không? Diệp Huyên không đáp. Cho đến nay, chỉ có những người thân cận nhất với hắn xuất hiện, còn những siêu cường giả do hắn một tay huấn luyện ra thì chẳng thấy ai. Hắn chậm rãi nhắm mắt, chẳng lẽ chỉ có thể có phúc cùng chung, không thể có họa cùng chịu sao? Đúng lúc ấy, hàng loạt luồng khí tức hùng hậu bỗng ùa tới từ chân trời xa xôi, như những bóng dáng mờ ảo đang vun vút lao tới. Diệp Huyên bỗng mở bừng mắt nhìn sang, chỉ thấy hơn 100 người đã xuất hiện, trong đó có 26 cường giả độn nhất cảnh chân chính, còn lại đều đã đạt đến độn nhất cảnh. Gần như tất cả các cường giả độn nhất cảnh của vũ trụ ngũ duy đều có mặt. Người đi đầu, Khương Vũ, nở nụ cười, chậm chân hơn nhóm A-La cô nương rồi. Diệp Huyên bật cười, các vị có biết chúng ta sắp phải đối mặt với thứ gì không? Khương Vũ, nếu không có Diệp công tử, cả đời này chúng ta cũng sẽ không thể đạt đến độn nhất cảnh chân chính. Hôm nay vũ trụ ngũ duy gặp nạn, Diệp công tử gặp nạn, chúng ta ắt dốc lòng tương trợ. Nửa là tình nghĩa, nửa là lợi ích. Bạch Đế Tử ở chân trời nói, đại nạn ập đến mà vẫn có nhiều người bằng lòng sánh vai cùng ngươi như vậy, quả là hiếm thấy. Diệp Huyên bật cười, tế trận. Lão Lý xuất hiện gần đó, thét lên, xuất trận. Ầm. Chỉ trong giây lát, đất trời run lên bần bật khi một pháp trận khổng lồ xuất hiện bao phủ tất cả, mắt trận nằm dưới chân Diệp Huyên. Hắn nhắm mắt lại, sức mạnh tích tụ trong trận pháp ùa đến từ bốn phương tám hướng. Trận pháp này chất chứa sức mạnh do vô số cường giả ngũ duy tích góp lại. Diệp Huyên càng trở nên mạnh hơn, đất trời càng thêm chấn động. Chỉ trong một thời gian ngắn, khí tức của hắn đã vọt lên gần đến chứng đạo cảnh. Bản thân hắn thấy còn chưa đủ, bèn sử dụng thêm hai loại ấn thần chủ. Uỳnh. Trong nháy mắt đó, một luồng khí tức cuồn cuộn như sóng thần ùa ra từ cơ thể Diệp Huyên, khiến đất trời trở nên mờ ảo. Hắn đã đạt đến chứng đạo cảnh, nhờ có pháp trận này giúp sức, sức mạnh của hắn đã đạt đến ngưỡng xưa nay chưa từng có. Trên cao, Bạch Đế Tử trầm mặc, không khỏi cảm thấy chút hốt hoảng. Ông ta vốn cho rằng Diệp Huyên chỉ có thể tạo thành uy hiếp về sau, còn trước mắt thì Mộ Niệm Niệm mới là hiểm họa lớn nhất. Nhưng bây giờ xem ra, Diệp Huyên đã có thể uy hiếp đến Đạo Đình. Nơi xa, Diệp Huyên bỗng ngẩng lên nhìn vào pháp trận trong lòng vũ trụ. Hắn biết phải giải quyết nó trước, bằng không thì tình hình của vũ trụ ngũ duy sẽ càng tệ đi. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, đưa tay gọi kiếm Thiên Chu ra. Hai mắt nhìn thẳng vào nơi xa xôi, một khắc sau đã giơ kiếm chém xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Tiếng kiếm minh réo khắp chư thiên vạn giới, kiếm khí phá không mà đi. Nơi nó lướt qua, từng tấc không gian bị chôn vùi, tinh không biến sắc. Giờ khắc này, khắp đất trời chỉ còn một đường kiếm. Bạch Đế Tử vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Trong lòng vũ trụ, nhị thập bát tú bỗng tách ra. Sau đó, một đại trận tinh tú đã xuất hiện trước trận pháp kia. Đây chính là tinh túc tứ tượng thần trận lừng danh của Đạo Đình, đã từng được dùng để đối phó với đạo chủng chi địa. Phía trên nó có 28 tượng hình muông thú. Phía đông có, Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Đê Thổ Hạc, Phòng Nhật Thố, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hổ, Cơ Thủy Báo. Phía bắc có, Đầu Mộc Giải, Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thổ Bức,
Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, Thất Hỏa Chư, Bích Thủy Du. Phía tây có Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cầu, Vị Thổ Trì, Mão Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Trủy Hỏa Hầu, Sâm Thủy Viên. Phía nam có Tỉnh Mộc Hàn, Quỷ Kim Dương, Liễu Thổ Trương, Tinh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Trần Thủy Dẫn. Thật ra tinh túc thần trận này vẫn chưa hoàn chỉnh khi còn thiếu bốn người đứng đầu của nhị thập bát tú, tức Thanh Long của phía đông, Huyền Vũ của phía bắc, Bạch Hổ của phía tây và Chu Tước của phía nam. Nếu có họ có đây, uy lực của trận pháp này dư sức tiêu diệt mười mấy cường giả ngự đạo cảnh. Nhưng cho dù không có, nó hiện nay cũng đã vô cùng kinh khủng rồi. Một đường kiếm kinh thiên động địa của Diệp Huyên bay đến nện vào tinh túc thần trận. Theo một tiếng ầm vang lên, kiếm quang loang loáng lóe lên từ trong lòng vũ trụ. Nhưng khi nó tan đi, tinh túc thần trận vẫn sừng sững mà đứng, mà trận pháp phía sau nó thì không chịu chút tổn hại nào. Một kiếm ấy không ăn thua gì. Không chỉ có Diệp Huyên mà sắc mặt của vô số cường giả ngũ duy đều trở nên có chút xấu xí. Uy lực trong nhát kiếm ấy đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng nó lại bị đại trận ngăn cản hoàn toàn. Diệp Huyên hít sâu vào một hơi, lần nữa. Nói xong, hắn lại hấp thụ sức mạnh trong đại trận ngũ duy, lần này là hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Quỳnh! Trong cơ thể hắn đã chất chứa sức mạnh lớn chưa từng có. Diệp Huyên nhìn tinh túc thần trận, khóe môi cong lên đầy dữ tợn. Sau đó hắn tung người nhảy vọt lên vào lòng vũ trụ, chém xuống một đường kiếm tích tụ toàn bộ sức mạnh, khiến vũ trụ phải sợ hãi. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong lòng vũ trụ, kiếm quang lóe sáng khắp bốn phương như một màn pháo bông rực rỡ. Đồng thời, một bóng người rơi xuống. Đó chính là Diệp Huyên. Hắn đã lại thất bại. Đáp xuống rồi, hắn lau đi dòng máu tràn ra từ khóe môi, siết chặt kiếm trong tay phải, đôi mắt nhìn chòng chọc pháp trận nơi xa, huyết mạch trong người sôi lên sùng sục. Bạch Đế Tử nhìn xuống, trận này do 28 cường giả chứng đạo cảnh dựng nên. Đừng nói là ngươi, có là 5 cường giả ngự đạo cảnh cũng không làm gì được nó. Diệp Huyên gằn giọng, ta vẫn muốn thử đấy. Nói rồi hắn dẫm mạnh xuống đất, phóng vút lên cao. Tiếng kiếm minh chấn động chư thiên vạn giới. Bạch Đế Tử lại không để ý đến Diệp Huyên mà phóng mắt nhìn khắp bốn phía với vẻ nghi hoặc. Theo lý mà nói thì ngũ duy kiếp nên nổ ra rồi mới phải, vậy mà bây giờ chỉ mới có thiên tai chứ chưa hoàn toàn bộc phát. Chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng ông ta dâng lên nỗi nghi hoặc. Bên dưới, Diệp Chi Mệnh chẳng biết tự khi nào đã xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm hiện giờ đã trông yếu ớt vô cùng, mặt cắt không còn hột máu, tình trạng hết sức tồi tệ. Diệp Chi Mệnh nhìn khắp nơi trước khi quay sang Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm cười hỏi, nhìn thấy gì? Diệp Chi Mệnh chừng nàng ta, là ngươi đúng không? Mộ Niệm Niệm hỏi lại, cái gì là ta? Diệp Chi Mệnh bỗng thoăn thoắt sải bước đến trước Mộ Niệm Niệm, túm tay nàng ta kéo tới, nhắm mắt lại. Một hồi sau, nàng ta mở mắt, liên tục thối lui về sau, trong mắt là vẻ khó tin và hoảng sợ đan xen, trời ơi! Không, không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy, ngươi! Không biết Diệp Chi Mệnh đã nhìn thấy gì mà cả ngươi như mất hồn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm một cách tuyệt vọng, không thể. Còn Mộ Niệm Niệm thì lại chỉ cười mà không nói gì, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên còn đang ra tay ở nơi chân trời, không biết đang nghĩ gì. Nhưng đúng lúc ấy, Diệp Huyên ở phía xa bỗng xòe lòng bàn tay, tháp giới ngục xuất hiện trong tay hắn, một khắc sau, hắn gào lên, đạo tắc trở lại vị trí. Chín lực lượng đạo tắc đột nhiên tụ về trong cơ thể Diệp Huyên, cùng lúc đó, một cổ sức mạnh cường đại lập tức bao trùm lấy tinh túc thần trận kia. Diệp Huyên gào lên, tù. Vừa dứt lời, một chữ tù màu đỏ máu bỗng xuất hiện, trôi nổi trên tinh túc thần trận. Phút chốc, một mảnh huyết quang lập tức bao phủ lấy địa trận nọ, cùng lúc đó, ba loại vực của Diệp Huyên cũng đồng thời xuất hiện. Ba loại vực thêm tháp giới ngục trấn áp. Trong tích tắc, tinh túc thần trận đã bị cản lại. Thấy cảnh này, Bạch Đế Tử khẽ nhíu mày lại, ngũ phương yết đế. Nói xong, có 5 tên cường giả siêu cấp đột nhiên xuất hiện trên chiến đạo kia.
Năm người đều là chứng đạo cảnh đỉnh cao. Năm người vừa xuất hiện là đã bay thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Mà lúc này, A-La, A-Tử, cùng với Tư Đồ và An Lan Tú ở phía dưới bỗng biến mất, bốn người xuất hiện ngay trước mặt Ngũ Phương Yết Đế, hai bên không hề phí lời mà nhào vào đại chiến. Tuy cảnh giới của bốn người A-La yếu hơn Ngũ Phương Yết Đế, hơn nữa còn thiếu mất một người, thế nhưng các cô gái lại không hề bị rơi xuống thế hệ phong chút nào. Phía dưới, Tam Sinh vốn cũng muốn ra tay tại đó, nhưng lại bị Quan Âm cản lại. À, ta nhìn Tam Sinh, chúng ta cần ngươi ngăn lại những âm khí từ âm phủ này. Không chỉ trận pháp giữa tinh không kia đang hủy diệt vũ trụ ngũ duy, mà còn có cả âm khí cùng tử khí của âm phủ. Những khí này cho dù là âm linh tộc bọn họ cũng khó mà chống đỡ được được, phải nói là chỉ có âm linh tộc mới có thể hơi hơi chống đỡ được một lúc. Mà bây giờ, toàn bộ âm linh tộc đều đang dốc sức chống lại âm khí và tử khí của âm phủ, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Ngoài ra vẫn còn cường giả âm phủ chưa ra tay, thế nên Tam Sinh phải ở lại đối chọi với âm phủ. Đúng lúc này, phía tinh không xa xôi bỗng truyền đến một tiếng kiếm reo, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một chiêu kiếm của Diệp Huyên đã đâm trúng tinh túc thần trận. Trong tinh không, một luồng kiếm quang lại lần nữa bùng lên, trận pháp tinh túc thần kia rung lên kịch liệt, Diệp Huyên lại bị đẩy lùi lần nữa, nhưng trận pháp đã xuất hiện vết nứt. Không chỉ thế, đám thú tinh túc cũng hơi mở đi. Hữu dụng. Thấy cảnh này, Diệp Huyên vui vẻ trong lòng, hắn đang định ra tay thì bỗng, một thanh trường kích đột nhiên xé không lao đến. Diệp Huyên theo bản năng chém xuống một kiếm. Thanh trường kích bị chém lùi, mà bản thân Diệp Huyên cũng bị đẩy lùi hơn mười mấy trượng, ở trước mặt hắn không xa chính là thần tướng Huyền Ung. Lại thêm một tên nữa. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau Diệp Huyên, này, còn nhớ ta không? Nghe vậy, Diệp Huyên hơi ngẩn ra, hắn đột nhiên xoay người lại, trước mặt hắn là một cô gái. Giản Tự Tại. Diệp Huyên có chút hưng phấn, Giản tỷ, sao tỷ lại tới đây? Giản Tự Tại cười ha ha, biết ngươi gặp tai họa nên mới tới đấy. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyên chợt dâng lên một cỗ ấm áp. Lúc này, Giản Tự Tại chỉ vào Huyền Ung ở nơi xa, tên này cứ để ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, Giản tỷ cẩn thận nhé. Giản Tự Tại cười ha ha, yên tâm. Nói xong, nàng ta đã biến mất. Huyền Ung ở phía xa khẽ nhíu mày, lại đâm thêm một kích ra, dưới uy lực của trường kích, không gian lập tức nứt ra. Nhưng Giản Tự Tại lại dùng nắm đấm tiếp nhận một kích kia. Cú đấm này không hề yếu hơn trường kích nọ. Nhìn thấy cảnh này Diệp Huyên cũng yên lòng, hắn xoay người nhìn về phía tinh túc thần trận, một khắc sau, hắn lại lần nữa lao tới. Hắn buộc phải phá tan hai trận pháp này, nếu không tình huống của vũ trụ ngũ duy sẽ ngày càng gay gâu, tình trạng của Niệm tỷ cũng sẽ ngày càng không ổn. Thấy Diệp Huyên lần nữa vào tới. Tinh túc thần trận kia đột nhiên rung lên, một khắc sau, 28 loài thú bỗng rít gào, 28 luồng sức mạnh to lớn bộc phát ra. Trong mắt Diệp Huyên đột nhiên co rút lại, hắn vội tung một kiếm ra. Một kiếm chém xuống, Diệp Huyên lập tức lui ra xa hơn mấy trăm trượng, nhưng chẳng bao lâu sau, Diệp Huyên lại xông lên lần nữa. Phía chân trời, Bạch Đế Tử không để ý đến Diệp Huyên nữa, tuy Diệp Huyên mạnh. Nhưng 28 tinh tú là 28 người, hơn nữa còn có trận pháp gia trì, Diệp Huyên có nghịch thiên đến đâu cũng không thể chém giết được 28 tinh tú chỉ với sức một mình. Ánh mắt của Bạch Đế Tử luôn dán chặt lên người Mộ Niệm Niệm, thứ khiến ông ta kiêng kỵ nhất vẫn là người phụ nữ này. Mà Mộ Niệm Niệm hình như vẫn không có dấu hiệu ra tay, hơn nữa dù sắc mặt nàng ta đã tái nhợt, nhưng rất bình tĩnh, phải là luôn bình tĩnh. Nàng ta dựa vào đâu mà bình tĩnh như vậy? Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn sang bên phải, người đứng đầu âm phủ. Lúc này, người đứng đầu âm phủ xuất hiện bên cạnh Bạch Đế Tử. Người đứng đầu âm phủ liếc nhìn Mộ Niệm Niệm ở phía dưới, trong sâu thẳm con ngươi ánh lên tia kiêng kỵ. Bạch Đế Tử lạnh lùng nói, có thể đẩy nhanh tốc độ. Người đứng đầu âm phủ trầm mặc. Bạch Đế Tử cười nói, yên tâm. Nếu Mộ cô nương ra tay, đạo đình ta tự khắc có người đến kềm chế nàng.
Người đứng đầu âm phủ trầm mặc một lát, sau đó quay đầu lại hô, mở. Vừa dứt lời, ở một vũ trụ khác, không gian nơi đó bỗng nứt ra, ngay sau đấy, vô số dòng nước đỏ như máu đột nhiên tuôn ra từ khe hở ấy. Nước sông Vong Xuyên. Khi nước sông Vong Xuyên đổ vào thế giới này, linh khí nơi đây bắt đầu biến mất với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Nhìn thấy cảnh này, vô số cường giả ngũ duy đều biến sắc. Ngoài ra, vô số âm linh ác hồn cũng bỗng tràn vào dương gian, sau đó chúng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt dương khí cùng sinh khí ở đây, âm dương nghịch loạn, càn khôn điên đảo. Mộ Niệm Niệm ở phía dưới quan sát tất cả chuyện này với vẻ vô cùng bình tĩnh, một lúc sau, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh rồi cười nói, ngươi nhìn kìa, thế giới này loạn lạc biết bao nhiêu. Diệp Chi Mệnh nhìn Mộ Niệm Niệm, hai tay siết chặt, không nói gì. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên biến mất, phía chân trời, Diệp Huyên dừng lại, khi hắn xoay người thì Mộ Niệm Niệm cũng vừa khéo xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn Mộ Niệm Niệm sắc mặt đã trắng như tờ, Diệp Huyên vô cùng đau lòng, hắn nắm thật chặt tay nàng ta. Mộ Niệm Niệm nhìn không gian bốn phía rồi khẽ nói, Tam Thiên Đại Đạo, bây giờ đã biến chất. Chí ít thì đa số cũng đã biến chất, điều này đã làm trái ý nguyện lúc trước của Đại Đạo Chi Linh. Bây giờ thế đạo này, người không ra người, thần không ra thần, quỷ càng không ra quỷ. Diệp Huyên trầm mặc. Đại đạo. Trước kia, pháp tắc đại đạo chính là trật tự trong thiên địa. Nhưng hiện tại, pháp tắc đại đạo đã bị người khác lợi dụng. Đại đạo không sai, kẻ sai chính là những người bảo vệ đại đạo này. Phía xa xa, Bạch Đế Tử nhìn Mộ Niệm Niệm, theo lý mà nói. Ngũ duy kiếp phải bạo phát ngay lập tức mới đúng, nhưng lại chẳng có gì xảy ra, hẳn là vì cô. Mộ Niệm Niệm cười bảo, người đoán xem. Bạch Đế Tử lắc đầu, cô nương, không thể không nói, cô khiến ta rất bất ngờ, nhưng bây giờ phải kết thúc rồi. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, chúng ta điều tra được hình như ngươi có rất nhiều chỗ dựa, nhưng nếu muốn so về cả lượng lẫn chất, sao ngươi có thể là đối thủ của đạo đình ta được? Vừa nói xong, trên chiến đạo, một ông lão mang đạo bào, tay cầm phất trần đột nhiên xuất hiện. Thần quân. Sau khi thần quân này vừa xuất hiện, sắc mặt Diệp Huyên lập tức nghiêm túc lại. Thần quân kia vừa đến đã nhìn thẳng vào Mộ Niệm Niệm. Rõ ràng Bạch Đế Tử đang muốn ép Mộ Niệm Niệm ra tay, bởi vì chỉ cần Mộ Niệm Niệm ra tay, vũ trụ này sẽ càng bị hủy diệt nhanh, mà nương theo sự lụi tàn đó. Thực lực của Mộ Niệm Niệm cũng sẽ ngày càng yếu đi. Mục đích của Bạch Đế Tử rất đơn giản, ông ta muốn dùng cái giá thấp nhất để giết chết Mộ Niệm Niệm và Diệp Huyên. Bởi vì đạo đình còn có kẻ địch là đạo chủng, không thể hy sinh quá nhiều ở mảnh đất ngũ duy này được. Diệp Huyên ở bên cạnh Mộ Niệm Niệm đột nhiên lấy một cái hộp ra, đây là hộp hắn lấy được từ kiếm tông, Diệp Huyên đang định mở ra thì Mộ Niệm Niệm chợt lắc đầu. Diệp Huyên nhìn nàng ta. Mộ Niệm Niệm chỉ cười nói, không có tác dụng đâu. Diệp Huyên có chút không rõ, tại sao? Vì đứa nhóc trong đấy không biết đánh nhau. Nhưng nhóc có thể gọi người. Mộ Niệm Niệm vẫn lắc đầu cười, vô ích thôi, người có thể lật ngược tình huống đều cách nơi này vô cùng xa. Để ngũ duy kiếp đến sớm, chính là sự lựa chọn của ta. Diệp Huyên vô cùng kinh ngạc, tại sao? Mộ Niệm Niệm nhẹ giọng đáp, bởi vì thứ nên đến chung quy cũng phải đến. Còn tại sao ta áp chế ngũ duy kiếp, thì là vì ta đang chờ một người có thể khắc phục hậu quả. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, rồi khẽ mỉm cười, ta đã chờ được ngươi. Niệm tỷ, ngũ duy kiếp này không thể áp chế được nữa sao? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, không thể. Hơn nữa, ta áp chế nó càng lâu, nó sẽ càng bật ngược lại dữ dội hơn. Nếu ta cứ cưỡng chế cản nó lại, thì khi đến nó lại càng kinh khủng hơn, thậm chí vùng vũ trụ này sẽ không tiếp nhận nó nổi. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn vùng vũ trụ này, thật ra vũ trụ này đã bị mục ruỗng trăm ngàn lỗ hỏng từ lâu rồi, là do ta không nỡ nên mới cưỡng chế kéo dài tính mạng cho nó. Nhưng ta biết, muốn bảo vệ hoàn toàn vùng vũ trụ này thì chỉ có cách hủy diệt sinh linh nơi đây, nhưng sinh linh cũng là một phần của vũ trụ. Hơn nữa, diệt trừ sinh linh này, thì mai sau vẫn còn những sinh linh khác. Hủy diệt không thể chỉ tận gốc,
Biện pháp duy nhất chính là khiến sinh linh nơi đây đối xử tử tế hơn với vũ trụ, cùng chung đụng và tồn tại với nhau. Bạch đế tử ở phía xa bỗng cười nói, ý nghĩ này của cô nương e là vĩnh viễn cũng không thực hiện được. Mộ Niệm Niệm cười ha ha, nàng ta nhìn thần quân, ngự đạo cảnh đỉnh cao, đã bước nửa chân sang cấp bậc kia rồi, xem ra đạo đình vẫn coi trọng ta lắm. Thần quân nhìn Mộ Niệm Niệm, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, ông ta bỗng biến mất tại chỗ. Mà đúng lúc này, Mộ Niệm Niệm lại lắc đầu cười, nàng nhẹ nhàng vươn tay phải lên, rồi chỉ về một hướng. Ầm. Bỗng, một bóng người chợt thối lui liên tục trong không gian, khi dừng lại là đã ngoài vạn trượng xa xăm, không chỉ thế, thân thể của thần quân cũng bị đánh nát. Thấy cảnh này, sắc mặt Bạch đế tử lập tức thay đổi. Diệp Huyên cũng bối rối. Tuy một chiêu kia hủy diệt được thân thể của thần quân, nhưng Mộ Niệm Niệm lại liên tục ho khan, hơn nữa còn ho ra máu tươi. Quan trọng nhất là, toàn bộ đất trời nơi đây bắt đầu trở nên mờ ảo. Ngũ duy kiếp hình như lại đến nhanh hơn. Rõ ràng rằng, mỗi lần nàng ta ra tay đều là một loại tai hại với vùng vũ trụ này. Mộ Niệm Niệm liếc nhìn xuống dưới rồi lắc đầu, hiện tại nó không thể bạo phát hoàn toàn được, tranh thủ cho tiểu tử nhà cậu chút thời gian đấy. Nói xong, nàng ta đưa tay trái ra nhẹ nhàng ép xuống. Vũ trụ ngũ duy lập tức dần trở nên yên ổn lại. Đúng lúc này, Bạch đế tử như phát hiện ra điều gì, trong mắt ông ta đột nhiên co lại cô. Cô vẫn luôn dùng sức mạnh của bản thân để trấn áp vũ trụ ngũ duy này. Mộ Niệm Niệm liếc mắt nhìn Bạch đế tử rồi cười nói, giờ mới phát hiện ra à. Bạch đế tử run giọng bảo, cô dùng bao nhiêu phần sức mạnh để trấn áp vũ trụ ngũ duy. Khóe miệng Mộ Niệm Niệm hơi cong lên, đoán xem. Lúc này đây, mọi người có mặt đều thấy hơi bối rối. Mộ Niệm Niệm đang dùng sức mạnh của chính mình để trấn áp vũ trụ ngũ duy, vậy có nghĩa là gì? Nghĩa là bây giờ nàng ta căn bản không đang trong trạng thái đỉnh cao. Diệp Huyên run giọng nói, Niệm tỷ, tỷ dùng bao nhiêu sức mạnh để trấn áp toàn bộ vũ trụ ngũ duy vậy? 7/10. Lúc này, Diệp Chi Mệnh cách đó không xa đột nhiên mở miệng nói, nàng ta nhìn chằm chằm vào Mộ Niệm Niệm, vô số năm qua, nàng vẫn luôn dùng 7/10 sức mạnh của mình để trấn áp vũ trụ ngũ duy. Thực lực bây giờ của nàng ta chỉ bằng 3 phần ở trạng thái đỉnh cao. Thậm chí là không tới 3 phần. Giọng nói của Diệp Chi Mệnh đã run rẩy từ khi nào? Tất cả mọi người có mặt đều hoang mang. Gồm cả Diệp Huyên. Không tới 3 phần sức mạnh chân chính đã kinh khủng như thế, nếu Niệm tỷ thu lại 7/10 sức mạnh kia thì còn khủng bố được đến mức nào? Phía chân trời, Bạch đế tử bấy giờ cũng có chút mờ mịt. 3/10. Thật. Người phụ nữ trước mắt này chỉ dùng 3/10 sức mạnh đã có thể giết một vị thần quân trong nháy mắt. 3/10 đấy. Sao có chuyện đó được? Bạch đế tử thân giữ vị trí quan trọng trong đạo đình, đời này có cường giả nào mà chưa từng gặp qua. Thế nhưng bây giờ ông ta có hơi hoảng rồi. Thật sự hoảng rồi. Người đứng đầu âm phủ lúc này đã không còn vẻ kiêng kỵ trong ánh mắt, mà thay vào đó là sự sợ hãi. Sợ hãi thật sự. Nhân gian này có cường giả kinh khủng đến thế ư. 3/10 sức mạnh. Diệp Chi Mệnh ở xa vẫn gắt gao dán mắt vào Mộ Niệm Niệm, chẳng trách cô bảo không thuốc nào có thể chữa được thương thế của mình. Vết thương của cô căn bản không phải do người khác tạo thành, mà là do chính cô tạo ra. Không đúng, cô vốn dĩ không bị thương. Cô chỉ đang dùng mạng của mình để kéo dài sự sống của vũ trụ ngũ duy này. Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, nụ cười có chút tiều tụy, đúng là một nha đầu thông minh. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm, chỉ cần cô từ bỏ vũ trụ ngũ duy, cô không chỉ có thể hồi phục lại như thường, mà còn vô địch thế gian. Mộ Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, thương thế sẽ hồi phục thật, nhưng vùng vũ trụ này sẽ đổ nát ngay lập tức. Còn vô địch thế gian à? Từ sau khi ba kiếm kia rời khỏi thế gian này, quả thật ta vô địch. À mà thôi, không được, hơi lớn lối rồi. Phải biết điều chút chút. Mọi người. Diệp Chi Mệnh nhìn Mộ Niệm Niệm, nếu không buông bỏ vũ trụ ngũ duy, cô sẽ chết. Mộ Niệm Niệm cười,
Sau đó nhìn Diệp Huyên, ta sẽ làm một chuyện cuối cùng cho cậu. Nói xong, nàng ta kéo tay Diệp Huyên xuất hiện trên chiến đạo. Diệp Huyên run giọng hỏi, Niệm tỷ, tỷ muốn làm gì? Khóe miệng Mộ Niệm Niệm hơi cong lên, đến đạo đình. Diệp Huyên. Bạch đế tử ở xa xa run giọng quát, ngông cuồng. Ngươi chỉ có 3 phần thực lực, ngươi dám, ngươi. Bên trên chiến đạo, Mộ Niệm Niệm không hề quay đầu lại, chỉ cười to bảo, 3 phần 10 thì làm sao? Với 3 phần, Mộ Niệm Niệm ta vẫn vô địch nhân thế gian. Vô địch nhân thế gian. Câu nói này cứ văng vẳng khắp đất trời. Không một ai nghĩ rằng Mộ Niệm Niệm chỉ đang mạnh miệng. 3 phần sức mạnh đã có thể chém chết thần quân. Thực lực này đã không còn diễn tả bằng từ ngữ được nữa rồi. Nếu Mộ Niệm Niệm sẵn lòng từ bỏ vũ trụ ngũ duy, thì khi nàng ta ở trạng thái đỉnh cao còn khủng bố đến mức nào? Không thể nào tưởng tượng được. Cho dù là Bạch Đế Tử hay Tinh Quân Đạo Đình cũng không tưởng ra được. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở trên chiến đạo bỗng dừng lại. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn. Diệp Huyên chỉ nhếch môi cười, run giọng bảo, Niệm tỷ, chúng ta tha cho đạo đình đi. Mộ Niệm Niệm khẽ cười, ta sẽ không chết. Diệp Huyên lắc đầu, hắn kéo chặt lấy cánh tay Mộ Niệm Niệm, tỷ biết ta tu Phật mà. Phật gia từ bi, chúng ta tha cho đạo đình đi. Mộ Niệm Niệm nở nụ cười dịu dàng, cậu sợ ta chết. Diệp Huyên gật đầu. Mộ Niệm Niệm cười nói, trừ Thanh Nhi nhà cậu ra. Không ai có thể giết chết được ta. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, tỏ thái độ kiên quyết, không đi đạo đình. Thật sự không sao đâu. Diệp Huyên lắc đầu, run giọng nói, Niệm tỷ, ta cũng biết gạt người, tỷ đừng lừa ta. Mộ Niệm Niệm im lặng. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, đang định nói tiếp thì Mộ Niệm Niệm đã cắt ngang, đạo đình sẽ không bỏ qua cho cậu. Ta biết. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không đến đạo đình. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên một lát, sau đó cười nói, ta cam đoan với cậu, ta chắc chắn sẽ không chết. Niệm tỷ trước giờ chưa cam đoan với ai, nhưng lần này sẽ cam đoan với cậu. Diệp Huyên còn định nói gì đó, nhưng Mộ Niệm Niệm đã tranh nói trước, phải đi đạo đình thôi, không chỉ riêng vì cậu, đây cũng xem như là một tâm nguyện của ta. Ta vẫn luôn muốn đánh một trận ra trò. Đáng tiếc Thanh Nhi nhà cậu quá mạnh, đánh với nàng, ta sợ sẽ bị đánh chết. Vì thế chỉ có thể đến đạo đình thôi. Còn nữa, nếu không thể sống sót trở về thì ta dẫn cậu theo làm gì? Lẽ nào dẫn cậu theo chết chung? Ngốc quá! Diệp Huyên do dự một lát rồi hỏi, thật không? Mộ Niệm Niệm gật đầu, ta cam đoan với cậu, chúng ta chắc chắn sẽ sống sót trở về. Nói xong, nàng ta như nghĩ đến điều gì đó. Chợt quay đầu lại nhìn người đứng đầu âm phủ cách đó không xa, ông ta lập tức biến sắc, lúc đang định bỏ chạy thì Mộ Niệm Niệm đã nhấc tay lên. Không gian nơi người đứng đầu âm phủ đứng lập tức nổ tung, mà ông ta thì bị giết ngay trong tích tắc. Mộ Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn chiến đạo ở trước mắt, cười bảo, đi thôi. Đến xem đạo đình thế nào. Nói xong, nàng ta kéo Diệp Huyên đi đến điểm cuối của chiến đạo. Trên đường. Mộ Niệm Niệm không ngừng quan sát xung quanh, trên mặt ngập tràn ý cười, tuy nụ cười này rất nhợt nhạt. Chẳng mấy chốc, Mộ Niệm Niệm đã dẫn Diệp Huyên biến mất ở phần cuối. Bạch Đế Tử cũng bỗng dẫn theo 28 chòm sao biến mất không thấy tăm hơi. Chấm chấm chấm. Chẳng biết từ lúc nào, Mộ Niệm Niệm và Diệp Huyên đã xuất hiện trước một cổng trời to lớn. Thiên môn của đạo đình. Cổng này dài rộng hơn trăm trượng. Cũng là cổng chính của đạo đình. Mộ Niệm Niệm và Diệp Huyên vừa xuất hiện ở cổng chính thì đã có 4 thủ tướng xuất hiện chặn lại, kẻ dẫn đầu trong đó đột nhiên gầm lên, tên nào dám xông vào thiên môn. Đúng lúc này, Mộ Niệm Niệm bỗng biến mất. Xoẹt! Một tia kiếm quang lóe lên. 4 cái đầu máu me đầm đìa lập tức bay ra ngoài, máu tươi văng tung tóe. Giết chết trong nháy mắt. Mộ Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên rồi nở nụ cười thật tươi, lợi hại không? Diệp Huyên giơ ngón tay cái lên, Niệm tỷ vô địch. Mộ Niệm Niệm cười ha ha, sau đó chỉ vào thiên môn. Đây chính là thiên môn đạo đình,
sau cánh cửa này chính là 36 tầng trời, càng lên cao thì nồng độ linh khí tiên thiên càng cao, cách ngân hà càng gần, tinh túy tinh thần cũng ngày càng dày đặc. Có thể nói, thế gian có rất ít nơi có linh khí so được với đạo đình này. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, Bạch Đế Tử bỗng xuất hiện trước mặt Mộ Niệm Niệm, phía sau ông ta còn có 4 người. Tứ đại thần tướng gác cổng của đạo đình. 4 người này không phải là chứng đạo cảnh mà đều là ngự đạo cảnh đỉnh cao. Mộ Niệm Niệm khẽ cười, chỉ với 4 tên này. Bạch Đế Tử nhìn Mộ Niệm Niệm, cô nương, chúng ta vô ý mạo phạm đến vũ trụ ngũ duy, cô vì một tên nhân loại mà làm địch với đạo đình ta có đáng không? Đáng không? Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười, người phải hiểu được một điều là, các ngươi luôn muốn làm địch với tỷ đệ chúng ta. Bạch Đế Tử nhìn Mộ Niệm Niệm, nếu hắn đồng ý giao đạo kinh ra, đạo đình chúng ta đã không giết hắn, từ nay về sau, đạo đình và ngũ duy nước sông không phạm nước giếng. Mộ Niệm Niệm bỗng quay sang Diệp Huyên, nhớ cho kỹ, không bao giờ được tin lời kẻ địch. Diệp Huyên trầm giọng đáp, đã hiểu. Tin lời kẻ địch. Bị thiểu năng à. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Bạch Đế Tử rồi cười bảo, hắn giao đạo kinh ra quả thật có thể tạm thời giữ mạng, nhưng đạo đình ngươi vẫn sẽ nghĩ cách giết hắn thôi, đúng không? Bạch Đế Tử trầm mặc. Thật ra đạo đình căn bản không có khả năng giảng hòa với Diệp Huyên, và cả Mộ Niệm Niệm. Cho dù là Mộ Niệm Niệm hay Diệp Huyên, đạo đình cũng sẽ không buông tha cho họ. Nhất định phải diệt cỏ tận gốc đối với người có sức uy hiếp. Nếu năm đó đạo đình tuyệt tình dứt khoát hơn, thì đã không xuất hiện một đạo chủng chi địa. Không nhổ cỏ tận gốc, ngày sau Diệp Huyên và Mộ Niệm Niệm tất sẽ thành đại họa. Mộ Niệm Niệm đột nhiên nhìn về phía tứ đại thần tướng gác cổng, 4 người kia đang định ra tay thì Bạch Đế Tử bỗng hô lên, lui ra. Tứ đại thiên vương không chút do dự mà lui sang một bên. Bạch Đế Tử nhìn Mộ Niệm Niệm, mục đích của cô nương chuyến này thật sự là muốn tiêu diệt đạo đình ta. Mộ Niệm Niệm cười nói, người đoán đi. Bạch Đế Tử trầm mặc một lát, sau đó cung kính lui sang một bên. Lúc này, một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện trước mặt Mộ Niệm Niệm. Người này chính là đạo tổ đương nhiệm của đạo đình. Cường giả đứng đầu của đạo đình. Đạo đình không ngu đến mức để cường giả bình thường đối đầu với Mộ Niệm Niệm, tại sao? Bởi vì làm thế chính là đi tìm cái chết. Mộ Niệm Niệm này ngay cả thần quân mà cũng kết liễu được trong tích tắc. Phái người đến cũng chỉ để chịu chết, cũng chỉ khiến đạo đình tổn thất nhiều hơn. Vì thế sau khi Bạch Đế Tử trở lại đạo đình đã lập tức thông báo cho đạo tổ. Mộ Niệm Niệm đáng giá cường giả đứng đầu đạo đình vừa xuất hiện đạo tổ. Cũng chỉ có đạo tổ tự mình động thủ mới có thể khiến đạo đình không tổn thất một ai, nếu không thì e là có phái ai đến cũng chẳng có tác dụng gì. Người phụ nữ này quá mạnh. Sau khi đạo tổ xuất hiện, ông ta nhìn về phía Mộ Niệm Niệm rồi cười nói, mục đích lần này của ngươi không phải là diệt đạo đình, mà là tới tìm ta. Mộ Niệm Niệm cũng cười hỏi ngược lại, sao lại nói thế? Đạo tổ chỉ vào Diệp Huyên ở bên cạnh, người này dù có nguyên nhân tai ách, nhưng mệnh cách vô cùng kiên cường, toàn bộ đạo đình, người có tự tin 100% phá nát được mệnh cách của hắn chỉ có ta. Vì thế mục tiêu của ngươi chính là ta. Nụ cười trên mặt Mộ Niệm Niệm dần biến mất. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm cười bảo, không hổ là đạo tổ. Vừa nhìn đã ra ngay được vấn đề trọng tâm. Đạo tổ nhìn Mộ Niệm Niệm, 3 phần thực lực đã có thể chém chết thần quân, ngươi cũng khiến ta bất ngờ lắm. Nhưng ngươi không thể nào giết ta được, vì vậy ta nghĩ ngươi muốn đến đây làm ta trọng thương. Mộ Niệm Niệm cười nói, ngươi cảm thấy ta làm được không? Đạo tổ liếc nhìn xuống dưới, nếu ngươi chịu từ bỏ ngũ duy, để bản thân khôi phục lại trạng thái đỉnh cao thì ta sẽ kiêng kỵ ngươi 3 phần. Nhưng tình trạng bây giờ của ngươi. Nói đoạn, ông ta lắc đầu, ngươi không làm được. Mộ Niệm Niệm cười ha ha, thử xem. Đạo tổ gật đầu, vậy thì thử xem. Mộ Niệm Niệm xòe lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay nàng ta, một khắc sau, nàng ta đột nhiên tung chiêu. Chiêu kiếm này đâm thẳng về phía đạo tổ, là một chiêu kiếm rất bình tĩnh. Cho dù là kiếm tu đứng đầu thế gian là Diệp Huyên cũng không nhìn ra được kiếm này có chỗ nào đặc biệt.
Mà phía đối diện Mộ Niệm Niệm, đạo tổ híp hai mắt lại, trong ánh mắt ông ta lóe lên một tia nghiêm nghị. Lúc kiếm đã đến trước mặt, ông ta đột nhiên vươn tay lên chạm một ngón lên trên mũi kiếm. Không có bất kỳ sóng xung sức mạnh nào, tất cả đều bình tĩnh. Mà dần dần, thân thể đạo tổ bắt đầu trở nên hư huyễn. Thấy cảnh này, Bạch Đế Tử ở cách đó không xa tái bệch mặt đi. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên thu kiếm lại, trên mặt nàng ta là một nụ cười nhạt. Đạo tổ nhìn Mộ Niệm Niệm, thân thể ngày càng mờ ảo. Lúc này, Mộ Niệm Niệm bỗng biến mất tại chỗ, nàng ta nhấc kiếm chém lên. Bạch Đế Tử hoàn toàn biến sắc, ông ta nhìn đạo tổ chỉ nhẹ giọng nói, cứ để nàng ta giết. Chỉ chốc lát, Mộ Niệm Niệm đã chém thẳng qua 33 tầng trời, tất cả thiên tướng trấn thủ trong từng tầng đều bị chém giết. Mà ở lối vào tầng thứ 34, Mộ Niệm Niệm đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn vào bên trong một lúc rất lâu, sau đó xoay người rời đi. Trước thiên môn, Mộ Niệm Niệm kéo tay Diệp Huyên rồi cười nói, đi thôi. Diệp Huyên có chút mơ màng, vậy là kết thúc rồi. Lúc này, đạo tổ kia đột nhiên lên tiếng, người đã làm ta bị trọng thương, cho dù ta không ra tay thì đạo đình vẫn có người có thể giết hắn. Người có hậu chiêu gì nữa không? Mộ Niệm Niệm chỉ cười, người sẽ sớm biết thôi. Nói xong, nàng ta kéo tay Diệp Huyên biến mất ở thiên môn phía nam. Lúc này, một thiên tướng đột nhiên xuất hiện trước mặt đạo tổ, thiên tướng quỳ một chân trên đất, đạo tổ, đạo chủng chi đại dẫn quân xâm lấn, người dẫn binh là La Hầu. Nghe thế, đạo tổ híp hai mắt lại rồi lẩm bẩm, đây chính là hậu chiêu của ngươi à. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, đạo tổ, chưa diệt trừ được người này thì đạo đình ta ngày sau. Đạo tổ bỗng nói, nàng ta chết rồi. Bạch Đế Tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt ngập tràn vẻ khó tin. Dưới Nam Thiên Môn, Mộ Niệm Niệm và Diệp Huyên chậm rãi bước ra. Diệp Huyên liếc nhìn Mộ Niệm Niệm, nhìn bên ngoài thì Mộ Niệm Niệm chẳng bị xây xước gì cả. Nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng có Diệp Huyên luôn có chút bất an. Mộ Niệm Niệm bỗng cười nói, đạo tổ bị ta đánh tàn phế rồi. Trong thời gian ngắn, ông ta chắc chắn phải chữa thương, vì nếu không làm vậy, ông ta sẽ không thể đối mặt với vị kia của đạo chủng chi địa. Mà ban nãy, ta đã giết hết cường giả của 33 tầng trời. Đây là việc ta đã đồng ý với người ta. Để báo đáp lại, đạo chủng chi địa sẽ xuất binh ngay lúc này, đạo đình sẽ không thể quản cậu được nữa, bởi vì uy hiếp từ đạo chủng chi địa lớn hơn. Nói đơn giản là bây giờ cậu còn ít nhất là nửa năm. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên rồi cười, nhớ cho kỹ. Tuy đạo chủng chi địa đối đầu với đạo đình, nhưng chúng vẫn không hề đáng tin. Phá đạo giả càng muốn chiếm được đạo kinh hơn đạo đình, bởi vì đạo kinh hoàn chỉnh có thể khắc chế được đạo đình. Vì thế, có thể không hợp tác với đạo chúng chi địa thì phải tận lực không hợp tác. Bởi vì có rất nhiều lúc, bọn chúng còn đáng sợ hơn cả đạo đình. Cho dù có hợp tác với chúng, thì cũng phải vô cùng cẩn thận. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì Mộ Niệm Niệm đã cười xen ngang. Để ta nói xong đã. Cậu chỉ có thời gian nửa năm, có thể là không đến nửa năm. Mà nửa năm này cậu phải tìm cách đạt đến chứng đạo cảnh, nhất định phải đạt đến chứng đạo cảnh. Tất nhiên, dù đạt đến chứng đạo cảnh cậu cũng không thể đối kháng lại với đạo đình đạo chủng chỉ với sức một người. Vì thế, cậu nhất định phải đi tìm đạo kinh, tìm đủ hết rồi thì đánh thức đại đạo chi linh, để nó phụ trợ cậu. Nhớ kỹ. Cho dù có dùng thủ đoạn gì thì cũng phải khiến đại đạo chi linh kia giúp cậu. Nói đến đây, nàng ta ho khan một tiếng rồi tiếp lời, Tam Thiên Đại Đạo, không phải người bảo vệ đại đạo nào cũng xấu, cũng có rất nhiều người tốt. Cậu có thể kết bạn với những người tốt kia, hoặc là nghĩ cách thu được một vài thần linh chi ấn, cậu bây giờ đã là chủ của vũ trụ ngũ duy, chỉ cần cậu khiến sinh linh vũ trụ ngũ duy thành tâm thần phục cậu, thì bọn họ sẽ tín ngưỡng cậu, tuân theo pháp tắc đại đạo của cậu. Như vậy thực lực của cậu sẽ được tăng cường, mà thần linh chi ấn càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Diệp Huyên đang định nói gì đó thì Mộ Niệm Niệm lại nói tiếp, rất lâu về trước, thiên địa hỗn loạn, trời lệch về phía tây bắc, đất nghiêng sang đông nam, đại đạo không được vững chắc, một vị cường giả đã dùng ngũ thải thần thạch vá lại thiên địa này. Mà tam sinh chính là một khối trong đó, kỳ thật nàng ta vẫn chưa biết được bản thân đáng sợ đến mức nào.
mà nha đầu này tâm tính không hề xấu, cũng vô cùng tin tưởng dựa dẫm cậu, cậu có thể tu luyện tam sinh quyết của nàng, quyết này quả thật chỉ kém mỗi tâm pháp đạo kinh. Sau khi tu thành tam sinh quyết, có thể thu được tam sinh chi lực, sức mạnh này có thể dung hợp với kiếm đạo của cậu, giúp cho kiếm đạo đạt được một tầm cao mới. Bởi vì bản thân tam sinh quyết đã là một loại đại đạo. Nói xong, nàng ta dừng một chút rồi tiếp, còn Diệp Chi Mệnh nữa, nàng ta đến từ Đại Uyên. Đại Uyên là một nhóm tội dân, đều là tội đồ từ thời thượng cổ. Bọn họ cũng thèm khát đạo kinh, bởi vì đạo kinh có thể rửa sạch tội phạt, trả lại tự do cho họ. Diệp Chi Mệnh theo cũng là vì mục đích này. Nhà đầu này ta đã quan sát thử rồi, nàng đối với cậu có chút phức tạp, cậu cũng phải phòng bị với nàng, bởi vì tương lai có thể nàng ta sẽ chọn người thân mà từ bỏ cậu. Tất nhiên, cũng có thể sẽ vì cậu mà từ bỏ tộc nhân. Nói chung là phải có lòng phòng bị, không thiệt gì đâu. Diệp Huyên muốn chen ngang, Mộ Niệm Niệm vẫn không cho, người đứng đầu âm phủ đã bị ta tiêu diệt, bây giờ âm phủ như rắn mất đầu, cậu có thể đến đó tiếp nhận và thống trị đám âm hồn kia. Nhưng cậu phải cẩn thận, bên trong 18 tầng địa ngục của âm phủ có một phá đạo cảnh, người này thực lực mạnh mẽ, ta vốn định giết hắn để giải quyết một mầm họa cho cậu, nhưng tên này cũng là một kẻ đáng thương, hơn nữa cũng chưa từng có ác niệm gì với cậu, vì thế nên ta đã giữ cho hắn một mạng. Nói xong, nàng lại nhìn Diệp Huyên rồi mỉm cười, nhớ cho kỹ, sau này mọi chuyện đều phải cân nhắc cho thật kỹ, suy nghĩ nhiều hơn, cẩn thận một chút cũng không thiệt. Nhất là hiện tại, cậu phải học được cách che giấu, bây giờ cậu vẫn chưa đến mức khiến những thế lực kia không tiếc bất cứ giá nào để giết, nhưng nếu cậu lại tiến bộ hơn nữa, thì bọn chúng chắc chắn sẽ bất chấp tất cả. Diệp Huyên run giọng nói, Niệm tỷ, sao tỷ lại nói với ta những điều này? Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, bởi vì ta đã chết rồi. Nói xong, nàng ta bỗng ngã xuống. Diệp Huyên hoàn toàn biến sắc, hắn vội vàng ôm lấy Mộ Niệm Niệm rồi run giọng nói, Niệm tỷ, tỷ cẩn thận, tỷ nói bậy gì vậy? Mộ Niệm Niệm đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Diệp Huyên, đừng tự trách bản thân, cũng đừng đau lòng quá, bởi vì đây là lựa chọn của ta. Ta đã bảo vệ vũ trụ ngũ duy vô số năm, sớm thấy mệt rồi. Có thể gặp được cậu trong những tháng ngày cuối cùng cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Chỉ là, con đường sau này cậu phải tự đi một mình. Còn nữa, sau khi ta chết, cậu hãy mang ta về vũ trụ ngũ duy rồi an táng ta giữa sao trời nơi ấy, linh hồn của ta sẽ hòa vào đất trời. Ta sinh ra ở ngũ duy, chết, tất nhiên cũng phải chết ở ngũ duy. Còn nữa, đến tiết thanh minh, nhớ đốt cho ta vài con cá nướng. Không. Diệp Huyên siết chặt vòng ôm với Mộ Niệm Niệm, khóc không thành tiếng. Mộ Niệm Niệm nhẹ đưa tay trái lên vuốt ve gò má của Diệp Huyên, có chút đau lòng, lúc trước ta không sợ chết chút nào cả, bởi vì từ rất lâu về trước, ta đã có suy nghĩ trở về với hư vô rồi. Nhưng bây giờ ta lại có chút sợ chết, bởi vì ta sợ mình chết rồi, sẽ không có ai bảo vệ cậu. Nhưng Niệm tỷ thật sự rất mệt, Niệm tỷ muốn nghỉ ngơi một chút. Nói đến đây, hơi thở của nàng gần như đã tắt. Cuối cùng, Mộ Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía vũ trụ ngũ duy mà nàng đã bảo vệ vô số năm qua. Khóe miệng hơi cong lên. Đây là nụ cười cuối cùng của nàng. Cũng là ánh nhìn cuối cùng của nàng. Bây giờ, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Trong tinh không, Diệp Huyên ôm Mộ Niệm Niệm thật chặt, hắn khóc thút thít như một đứa trẻ. Mà Mộ Niệm Niệm trong lòng hắn đã hoàn toàn tắt hơi thở. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên lấy hết tất cả tử khí của mình ra cho Mộ Niệm Niệm hấp thu, nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả, những tử khí kia vừa tiến vào cơ thể Mộ Niệm Niệm thì lại tự động tản ra. Thấy cảnh này, Diệp Huyên ngồi thừ người ra giữa tinh không, ánh mắt hắn trống rỗng, như thể người mất hồn. Lúc này, một bóng trắng bỗng xuất hiện cạnh Diệp Huyên không xa. Bóng trắng đó chính là Linh Nhi vẫn luôn đi theo Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyên quay phát sang nhìn Linh Nhi, tỷ, tỷ ấy chưa chết, đúng không? Linh Nhi nắm lấy tay Mộ Niệm Niệm rồi nhẹ giọng nói, nàng đã chết rồi. Diệp Huyên run giọng nói, sao? Sao có thể, Niệm tỷ mạnh như thế? Tỷ ấy chỉ dùng 3 phần thực lực đã có thể làm đạo tổ bị trọng thương, sao lại chết được? Không thể nào. Linh Nhi liếc mắt nhìn Diệp Huyên,
Trên đôi mắt nàng ta bỗng có hai dòng lệ chậm rãi chảy xuống, 9 vạn năm. Nàng đã dùng thân thể mình trấn áp vũ trụ ngũ duy 9 vạn năm. Mỗi một lần ngũ duy kiếp đến đều là nàng chống đỡ. Tuy nàng trấn áp được ngũ duy kiếp, nhưng bản thân cũng bị phản phệ. Diệp Huyên ôm chặt lấy Mộ Niệm Niệm, thân thể không ngừng run lên, sao lại như thế được? Linh Nhi nhẹ giọng nói, như nàng từng nói vậy, đây là sự lựa chọn của bản thân nàng. Nàng đã chọn cái chết, vì ngươi, vì vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên nhìn về phía Linh Nhi lau nước mắt trên mặt đi, thật ra ngũ duy kiếp đã không thể trấn áp được nữa rồi, bởi vì càng cản nó đến thì nó càng phản phệ lại dữ dội hơn, vì thế nàng đã chọn để ngũ duy kiếp đến sớm hơn vào lúc này. Nói xong, nàng ta lại nhìn xuống dưới rồi khẽ nói, sở dĩ ngũ duy kiếp không hoàn toàn bộc phát hết là vì có nàng trấn áp, hoặc phải nói bản thân nàng đã chống chịu chí ít chính phần 10 sức mạnh của ngũ duy kiếp. Lúc trước khi gặp ngươi nàng đã suy yếu như thế rồi, cũng không phải vì do nàng ra tay nhiều, mà là vì thân thể của nàng đang chịu đựng ngũ duy kiếp. Diệp Huyên nhìn Linh Nhi, trước đây nàng có thể chịu đựng được, vậy tại sao bây giờ lại không thể? Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, bởi vì, lần này còn có nhân hỏa. Diệp Huyên chậm rãi khép hai mắt lại. Đạo đình. Linh Nhi lại nói, ngươi không cần quá tự trách. Đây là sự lựa chọn của nàng, nàng đã chọn cứu lấy vũ trụ ngũ duy. Nếu nàng không chọn vũ trụ này, đạo đình căn bản không làm gì được nàng cả, mà nàng đã không chịu buông bỏ ngũ duy, thì vết thương sẽ ngày càng nặng. Diệp Huyên lắc đầu, cô sai rồi. Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, hắn chỉ khẽ nói, tỷ ấy đến đạo đình là vì ta, mà nếu không đến đạo đình thì tỷ ấy đã không chết, đúng không? Linh Nhi siết chặt hai tay lại. Bỗng nước mắt tuôn ra như vỡ đê, là ngươi, chính ngươi. Nếu không phải vì ngươi, nàng đã không chết. Nói xong, nàng ta bỗng quỳ sụp gối xuống trước xác chết của Mộ Niệm Niệm, nàng ta ôm chặt lấy thiên đạo ngũ duy rồi khóc giống lên, cái đồ ngu ngốc này. Ta đã nói với cô từ trước rồi cơ mà, đã bảo đừng quan tâm đến chuyện của hắn nữa, mà cô không nghe, hắn là kẻ có nguyên nhân tai ách trên người đấy. Diệp Huyên ở bên cũng thất thần. Ánh mắt vô hồn, trên mặt hắn có hai dòng chất lỏng đang không ngừng tuôn rơi. Linh Nhi bỗng quay sang Diệp Huyên, nàng ta gắt gao nhìn vào Diệp Huyên, người biết tại sao nàng lại đến đạo đình không? Bởi vì nàng muốn tranh thủ thời gian cho ngươi. Giờ thì hay rồi, nàng dùng mạng mình để đổi lấy nửa năm cho ngươi. Nếu không có ngươi, dù nàng vẫn sẽ bị phản phệ trọng thương, nhưng chắc chắn sẽ không chết. Là ngươi, chính ngươi đã hại chết nàng. Diệp Huyên siết chặt lấy Mộ Niệm Niệm, thất tha thất thểu, xin lỗi. Xin lỗi. Linh Nhi còn định nói gì đó thì mái tóc đen của Diệp Huyên chợt dần dần hóa bạc, chỉ mấy hơi thở ngắn ngủi, mái tóc đen của hắn đã trở thành trắng như tuyết. Thấy cảnh này, Linh Nhi ngẩn người ra, sau đó không nói gì thêm nữa. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ôm lấy Mộ Niệm Niệm, hắn nhẹ nhàng chỉnh lại vài sợi tóc lộn xộn của Mộ Niệm Niệm. Sau đó nhếch miệng cười, Niệm tỷ, chúng ta về nhà thôi. Về vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên ôm xác Mộ Niệm Niệm đi xuống phía dưới. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên mang thi thể của Mộ Niệm Niệm trở về vùng tinh không của vũ trụ ngũ duy. Sau khi đến vũ trụ ngũ duy, thân thể Mộ Niệm Niệm dần trở nên hư huyễn, trong cơ thể nàng, một nguồn sức mạnh đang từ từ tản đi, cuối cùng nương theo gió thổi, hòa vào với đất trời. Đó là năng lượng linh hồn của Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyên muốn bắt lấy, nhưng căn bản không bắt được, cho dù có dùng kiếm trấn hồn cũng không được. Theo lời tiểu hồn nói là, linh hồn này đã tan rồi. Sau khi linh hồn của Mộ Niệm Niệm tan vào trong đất trời, thân thể của nàng bỗng biến đổi, Mộ Niệm Niệm trong lòng Diệp Huyên bỗng biến thành một con mèo nhỏ lông trắng muốt. Thấy cảnh này, Diệp Huyên sững người. Lúc này đây, hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao Mộ Niệm Niệm lại thích ăn cá đến thế. Diệp Huyên mang Mộ Niệm Niệm đến vùng tinh vực mà nàng thường hay nướng cá, nơi đây rất yên tĩnh, hắn đặt bản thể của Mộ Niệm Niệm vào trong tinh không, ở nơi này có thể nhìn xuống được vũ trụ ngũ duy phía dưới. Thân táng nơi trời sao, hồn quy về với thiên địa. Diệp Huyên cứ thế nhìn Mộ Niệm Niệm, rất lâu sau đó, hắn mới cười bảo, Niệm tỷ, nghỉ ngơi tốt nhé. Nói xong, hắn xoay người rời đi.
mà hắn cũng không về vũ trụ ngũ duy. Linh Nhi ở cạnh run giọng hỏi, người muốn đi đâu? Diệp Huyên không hề quay đầu. Linh Nhi còn đang định nói gì đó thì lúc này, một vật màu đen đột nhiên rơi xuống trước mặt nàng ta. Tháp giới ngục. Diệp Huyên để lại tháp giới ngục. Hắn muốn làm gì? Linh Nhi có chút mờ mịt. Lúc này, bên trong tháp giới ngục đột nhiên vang lên giọng nói của đại tỷ, không được, hắn định làm điều ngu xuẩn. Mau cản hắn lại. Linh Nhi ngây cả người, sau đó vội vàng đuổi theo, nhưng Diệp Huyên biến mất ở trong tinh không. Linh Nhi gào vào nơi hắn vừa biến mất kia, người đi chịu chết đấy à? Phía xa xôi, một giọng nói chậm rãi đáp lại, vậy thì chết thôi. Diệp Huyên lại lần nữa bước đến thiên môn, một người một kiếm. Diệp Huyên vừa đến trước cổng, Bạch Đế Tử đã xuất hiện trước mặt hắn, Bạch Đế Tử nhìn mới tóc bạc phơ của Diệp Huyên, bèn lắc đầu, ngu xuẩn. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn? Bây giờ đến đây là vô cùng ngu xuẩn. 10 năm. Diệp Huyên cười gằn nói, ông đây không chờ lâu vậy được. Hắn vừa dứt lời, một luồng khí tức đỏ màu máu bỗng trào ra từ trong cơ thể hắn. Trong phút chốc, toàn bộ bầu trời trên thiên môn lập tức ngã sang màu đỏ ngầu. Kích hoạt huyết mạch. Lúc này đây, Diệp Huyên đã hoàn toàn tiến vào trạng thái phong ma. Lần này, hắn không mượn kiếm linh. Giết. Trong đầu Diệp Huyên chỉ có duy nhất một suy nghĩ này. Mà sau khi hắn kích hoạt huyết mạch chi lực, kiếm linh trong tay hắn cũng bỗng chốc biến thành màu đỏ máu. Bình thường hắn không thể phát huy được uy lực của kiếm linh, nhưng sau khi huyết mạch được kích hoạt, hắn đã có thể sử dụng được chí ít 3 phần 10 sức mạnh của nó. Chú nhân của thanh kiếm này càng điên cuồng, thì nó càng mạnh. Thấy khí tức trong người Diệp Huyên tăng vọt, Bạch Đế Tử khẽ nhíu mày lại. Uy lực của huyết mạch chi lực này có chút vượt ngoài dự đoán của ông ta. Đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người này chính là thần tướng Huyền Ung. Nhìn Diệp Huyên như thể tắm máu toàn thân, Huyền Ung cũng phải nhíu mày lại. Lúc này đây, Diệp Huyên khiến ông ta cảm nhận được sự nguy hiểm. Sát niệm càng mạnh, huyết mạch chi lực càng khủng bố. Mà Diệp Huyên bấy giờ tâm đã nổi lên sát niệm tàn bạo mà trước đây hắn chưa từng có. Giết! Thời khắc này, trong đầu Diệp Huyên chỉ còn lại sát niệm. Diệp Huyên bỗng biến mất tại chỗ, Huyền Ung phía xa híp hai mắt lại rồi đâm một kích ra. Một mảnh huyết quang bỗng bộc phát ra ở giữa tinh không, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Huyền Ung kia đã bị đẩy lùi hơn mấy trăm trượng, mà sau khi ông ta dừng lại, trường kích trong tay cũng đột nhiên rạn nứt. Thấy cảnh này, Huyền Ung quay phát sang nhìn Diệp Huyên, trong mắt ánh lên tia khó có thể tin nổi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên gào lên, giết. Vừa dứt lời, một tia kiếm quang đỏ lòm bỗng lao đến trước mặt Huyền Ung, Huyền Ung híp mắt lại, giơ ngang kích đỡ đòn. Lại một tiếng nổ vang lên, Huyền Ung lần nữa bị đẩy lui ra hơn ngàn trượng bên ngoài, mà lúc này, thanh trường kích trong tay ông ta đã bị chém nát. Huyền Ung ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, cuối cùng, ánh mắt ông ta rơi vào thanh kiếm trong tay hắn, đây là kiếm gì, sao có thể chém nát? Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyên lại biến mất tại chỗ. Trong mắt Huyền Ung chợt co rút lại, tay phải siết chặt thành nắm đấm, sau đó tung ra một quyền. Trong nháy mắt quyền ấn bay ra, không gian trước mặt ông ta chợt hóa thành một vòng xoáy đầy quỷ dị. Trong vòng xoáy, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa chợt tuôn ra, bao trùm lấy kiếm quang đỏ lòm của Diệp Huyên. Một mảnh huyết quang đột nhiên bộc phát ra trước cổng thiên môn, ngay sau đó, có một bóng người liên tục thối lùi về sau. Người này chính là Huyền Ung. Mà Huyền Ung còn chưa kịp dừng lại thì Diệp Huyên đã đâm thêm một chiêu kiếm khác đến. Trong mắt Huyền Ung lóe lên sự giận dữ, ông ta siết chặt hai tay thành nắm đấm. Sau đó đột nhiên đấm về trước một cái. Không gian bốn phía rung lên dữ dội, Huyền Ung nháy mắt đã bị đánh lùi, lúc này đây, sức mạnh của ông ta đã bị huyết mạch chi lực cùng sức mạnh kiếm đạo của Diệp Huyên áp chế. Thấy thế, Bạch Đế Tử ở nơi xa chợt sầm mặt lại. Ông ta phát hiện, khí tức của Diệp Huyên đang ngày càng mạnh mẽ.
Đây là huyết mạch chi lực gì? Đúng lúc này, Diệp Huyên ở xa đột nhiên nhấc thanh huyết kiếm của mình biến mất tại chỗ, không thấy tăm hơi ở đâu. Bạch đế tử hoàn toàn biến sắc, liền hô lên, cẩn thận. Một bên khác, Huyền Ung như thể vẫn chưa cảm nhận được gì, đôi người co lại thành hình mũi kim, hai cánh tay của ông ta đột nhiên xoay ngang về phía trước, một luồng sức mạnh cực đại tựa núi lửa bạo phát chợt phát động ra từ người ông ta. Lấy thủ làm công. Mà lúc này, có hai loại sức mạnh thần bí chợt bao trùm lấy khắp bốn phía. Kiếm vực cùng huyết vực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 117.